khoản 7 triệu. 7 triệu của ai? Là của chị Hiền chuyển. Của Hiền chuyển. Còn cái tiền là mấy hôm em mấy triệu mấy triệu. Cái điều khiển loa đâu ạ? À? Mọi người hôm nay Linh lên tạt siêu phẩm mới cho mọi người luôn. Tạt siêu phẩm mới toanh luôn ý. Khéo còn vớ vẩn không còn mẫu nào cũ cơ. Bữa nay 70kg vẫn vừa nha mọi người ơi. Mọi người ơi, trên 400 người bắt đầu bán hàng nha mọi người. Trên 400 view bắt đầu bán hàng nhá. Mọi người ơi, sáng nay là free size nhá. Bây giờ là 312 người nhá. Trên 400 người nên bắt đầu lên mã để bán hàng ạ. Hôm nay đảm bảo với mọi người luôn nhá, toàn mã siêu hot luôn. Không có mã nào cũ cơ. Ok, bây giờ là 427 người đang xem. Linh lên mã để bán hàng luôn nha mọi người. Đây là K1 nhá. Đây là túi này. Đây là K1 và giá của nó tại livestream là 320 nhá. Sale từ 420 xuống còn 320 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Hello mọi người, hôm qua thì Linh không like, hôm nay mình like cho mọi người này. Đây là K1 này. K1 giá. K1 giá 420 nhá. 420k này. Sale còn 320 nha mọi người. Mọi người hãy lưu ý nhá, là mỗi lượt comment của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá. Mọi người không chia sẻ thì không được chốt hàng đâu ạ, bởi vì Linh chốt làm hệ thống ấy. Linh bán với giá tương tác nên cần các bác tương tác để mua với giá tương tác nhá. Khi nào hệ thống báo là khách hàng đã đủ lượt tương tác thì khi đấy thì các bác mới được chốt hàng nha mọi người ơi. Áo này cực kỳ xinh luôn nha các bác ơi. Cái áo này thì 75kg vẫn vừa nha mọi người. Mọi người ai cần kiểm tra đơn hàng comment cho Linh kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn này. Đây là K1 và giá của nó là 420. Giá bán tại livestream là 320 mọi người ơi. Như vậy là mọi người mua tại livestream ạ. Đã được ưu đãi rất là nhiều không? Như cái máy này được giảm 100k lận. Và các bác ơi, ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại. Sau đó các bác hãy tự chốt đơn cho mình bằng cách nào ạ? Bằng cách đi chia sẻ 3 lần cho Linh nhá. Comment theo cú pháp mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Mọi người ơi, like giày thì Linh sẽ like ở cuối livestream nha mọi người. Còn Linh sẽ like váy trước nhá. Bởi vì thực ra là giày ấy thì ở trên live cũng không có được sale ấy, là không được bán giá tương tác. Bởi vì thực ra là nhà chị chat thì không sản xuất giày, giày chỉ đi nhập thôi. Nên là Linh sẽ like giày ở cuối livestream nhá. Bởi vì thực ra giá của nó vẫn vậy, không được sale. Mọi người mẫu cao 1m60 nhá. Mọi người ai lấy mã này comment cho Linh là K1 kèm số điện thoại nhá. Mọi người đừng bảo lấy áo này, Linh không biết là áo nào đâu ạ. Ai lấy mã này comment cho Linh theo cú pháp K1 kèm số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Sau đó mọi người đi chia sẻ 3 lần cho Linh để tự chốt đơn hàng của mình. Bởi vì Linh chốt hàng hệ thống ý ạ. Trên thấy cái áo mặc được nhiều kiểu con cũng xúc. Cái áo quyền lực. Linh cũng không biết áo nào nữa, bác nói thì Linh về. Mọi người ơi, em K1 là bản phối đen trắng. Sau rất là một hồi lâu đi tìm về chất liệu và lần này đã tìm được một mẫu chất liệu cực kỳ ưng ý và không hề bị phai màu. Nhưng mọi người lưu ý giúp em là tất cả những cái màu trắng như thế này mọi người hãy đặt riêng mọi người nhá. Hãy đặt riêng em váy này, đừng đặt lẫn màu đen thì không bao giờ bị phai màu. Lần này là lần chất liệu đã hoàn toàn được xử lý về độ phai màu, không bị phai màu mọi người nhá. Mẫu này nếu như bị phai màu sẽ hoàn toàn đền bù lại nguyên giá cho mọi người. Cho nên em K1 420 sale chỉ còn có 320 duy nhất cho 20 khách hàng ở trên livestream thôi mọi người. Linh đang thấy rất là nhiều người comment mã sản phẩm nhưng mà quên số điện thoại của Linh nhá. Như vậy là mọi người chưa có đơn hàng đâu ạ.
Đây thắt đai da đây mọi người ơi. Đây là K1 nhá, đây là K1 và giá của nó là 320. Sale từ 420 còn 320 tại livestream nhá mọi người ơi. Mã này của Linh thì các bác đi mua qua Devon Trade hết cho em nhá, bởi vì thực ra mã này thì 75kg vẫn vừa đấy mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn đấy. Mã siêu hot luôn ý. Đây nha mọi người, kết hợp với đai da nó sẽ ra một form váy hoàn toàn khác luôn nha mọi người. Ai lấy K1 comment là K1, ai lấy K1 cộng đai da comment là K1 cộng đai da kèm số điện thoại nhá. Mọi người hãy lưu ý là mỗi người phải chia sẻ livestream cho Linh 3 lần thì mới được chốt sản phẩm nhá, bởi vì Linh chốt hàng với hệ thống nhá. Chứ Linh không có chốt thủ công. Ngày trước thì Linh không bao giờ bảo mọi người chia sẻ để được chốt hàng cả, bởi vì sao ạ? Ngày đấy là Linh ghi đơn bằng tay thì việc gì phải chia sẻ để được chốt hàng đúng không các bác? Còn bây giờ Linh chốt đơn hoàn toàn bằng hệ thống nhá. Đây là các bác ơi, hãy chia sẻ được mua hàng nhá. Ngày trước thì Linh không có bán những cái giá tương tác nó cao như này đâu, tức là tương tác nhiều với tức là được sale cao như này đâu, mà ngày trước Linh bán gần như là kiểu nguyên giá ấy, nên là mọi người không phải tương tác với bếp để mua sản phẩm, còn bây giờ thì mọi người phải tương tác với em để mua với giá tương tác tại livestream nha mọi người. Chia sẻ ở bất kỳ đâu cũng được ạ, Linh không yêu cầu để chia sẻ đâu cả, miễn là các bác đủ 3 lần để được chốt hàng nha mọi người ơi. Đây là K1 nhá, K1 sale từ 420 sale còn 320 nhá. Vâng ạ, bác Thu như kiểu là một hũ muối ấy, vẩy vẩy. Linh ơi, Linh cao 1m6 thật không sao, Linh mặc dài mà ở ngoài. Mọi người, Linh cao 1m6 thật. Linh cao 1m6 thật, nhưng mà bởi vì sao ạ? Bởi vì là chân của Linh ngắn ấy, còn lưng của Linh dài. Trời ơi, em phải thông báo thông tin chính xác cho các bác chứ, thông báo điêu làm gì để mọi người mua về lại ấy. Buồn nhiều, các bác hỏi thấy buồn dã man ý. Đây mọi người ơi, bác Thu là K1m5 mấy nhá. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ bỏ thử đai da nhá. Em K1 thực sự là xong một hồi rất là dài đi tìm về chất liệu mọi người ạ. Thì đã tìm được cái chất liệu mà nó đã không bị phai màu để làm những cái thiết kế đen phối trắng mọi người. Thực ra là đen phối trắng thì luôn là một cái sự pha phối quá là hot rồi. Nhưng mà bản thân tại sao là ít mẫu, bởi vì là cái chất liệu nền chất liệu màu đen nên rất là dễ bị phai màu. Nhưng mà sau một thời gian dài đi tìm chất liệu thì lần này Thu đã tìm được chất liệu mà nó đã không bị phai màu mọi người nhá. Cam kết rằng cái mẫu K1 này sẽ không bị phai màu, nhưng mọi người phải đặt riêng đầu đen nhá. Lưu ý là những cái đồ mà toàn bộ nó đen ấy mọi người hãy đặt riêng. Em này là có đen phối trắng nên là mình hãy đặt như là một cái đồ bộ đồ màu trắng ấy mọi người ạ. 420 sale chỉ còn 320 duy nhất trên cái livestream này mọi người nhá. Mẫu này là mẫu mới lần đầu tiên xuất hiện trên livestream mọi người ạ. Mọi người vẫn biết là si chất hoàn toàn bán đồ thiết kế phân khúc giá rất vừa phải, nhưng ở trên livestream tại sao giá tốt như thế là mới với mức giá là khách hàng đã tương tác lại với si chất mọi người ạ. Nên là kể cả là lợi nhuận có giảm nhưng si chất vẫn đồng ý bán với cái mức giá vô cùng yêu thương. Nên hãy chốt nhanh K1 nhá. Sau K1 này sẽ có rất nhiều siêu phẩm áo chưa từng xuất hiện với giá là 199k mọi người ạ. Bác Linh, hãy lán lại cái livestream này. Bác Linh mới đặt đơn hàng, bác chưa chốt đâu nhá, bởi vì bác chưa comment cho Linh mã sản phẩm kèm số điện thoại trên cùng một dòng nhá mọi người ơi. Mọi người ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh theo cú pháp kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nhá. Còn ai lấy mã K1 comment cho Linh là K1 cộng số điện thoại nha mọi người ơi. Mọi người hãy tự chốt đơn hàng của mình bằng cách nào ạ? Bằng cách đi chia sẻ 3 lần nhá. Sau khi mà chia sẻ 3 lần thì hệ thống báo lại khách hàng đã đủ tương tác để mọi người chốt hàng nha. Rất là xinh luôn. Mọi người không dục Linh qua mẫu nhưng mọi người thấy là đang rất là nhiều người đặt hàng ạ. Mình chưa thích mẫu này, mình chưa mua mẫu này thì mọi người có thể lán lại một chút đi để mọi người còn đặt hàng nha. Em này dài khoảng tầm hơn 90 mọi người, dài váy khoảng hơn 90 nhá. Nên là 1m72 hay 1m70 hay 1m80 thì cũng vẫn không bị ngắn mọi người ạ. Từ 1m50 đến 1m8 mặc mẫu này vẫn xinh. Đai da 150.000. Đai da là mức giá rất phù hợp mọi người ơi. Tiếc không thể bán đai da rẻ hơn được nữa, bởi vì là thiết kế lên trên cái nền chất liệu đai rất là da rất là xịn rồi, nên là không thể giảm giá được mọi người nhá. Đai da là 150.000. Mẫu này thân đai da cực kỳ xinh, nó sẽ biến hoàn toàn một chiếc váy rộng thành một chiếc váy rất là gọn gàng mọi người nhá. Mọi người không cần phải hỏi Linh những câu hỏi là đơn hàng của chị đã chốt chưa đâu ạ. Bởi vì đơn hàng của các bác được chốt chưa thì Linh không hề biết ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nó phụ thuộc vào các bác. Sau khi mà comment mã sản phẩm kèm số điện thoại thì mọi người phải đi chia sẻ cái livestream này 3 lần, chia sẻ bất kỳ đâu cũng được để chốt đơn hàng cho mọi người. Còn Linh không biết là mọi người đã được chốt hay chưa, bởi vì Linh không xem hệ thống và Linh không biết là các bác đã chia sẻ để chốt đơn hàng chưa ạ. Toàn bộ những khách hàng nào đã chia sẻ cái livestream này 3 lần, sau đấy vào đây comment đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại là sẽ được hệ thống auto chốt đơn mọi người nhá. Hiện tại CJAT không chốt đơn thủ công nữa, chốt đơn bằng hệ thống máy phần mềm mọi người ạ. Nên là chỉ cần mọi người thực hiện đủ, chia sẻ đủ
là mọi người sẽ được chốt đơn hàng mọi người nhé. Và ngày mai sẽ có nhân viên của C-Chat điện thoại chốt đơn lại và tư vấn lại size số mọi người. Là mọi người ơi, mình ưng mẫu nào thì mình chỉ cần comment mã hàng và số điện thoại thôi. Sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn chốt đơn với mọi người về size số vào ngày mai mọi người nhé. Mọi người ơi, chuẩn bị hết rồi. Đó, Linh sẽ chuẩn bị qua mẫu mọi người nhé. Sẽ là một siêu phẩm áo 199k nhé. Em cảm ơn mọi người nhé mọi người ơi. 30 giây cuối cùng để mọi người chốt K1 nhé. 30 giây cuối cùng nhé mọi người ơi. Bắt đầu đếm ngược nhé. Hết 30 giây là qua mã hết hàng luôn nhé. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này, 22 này. Mọi người ơi, đây là áo mã K1 và giá của nó là 420, sale còn 320 tại livestream nha mọi người. Hãy là những người mua hàng thông thái nhá. Hãy mua hàng với giá rẻ rẻ nha mọi người. Mọi người lưu ý này, kể cả trong thời gian livestream ạ, mọi người có chụp ảnh màn hình gửi vào inbox thì mọi người cũng không được giá sale nha mọi người. Nếu mà mọi người chụp ảnh inbox, chụp ảnh màn hình gửi vào inbox được mà được mời giá sale thì Linh lên mã để cho mọi người chốt đơn tại livestream để làm gì ạ? Đúng không ạ? Ok chưa nào, mọi người hãy comment mã sản phẩm kèm số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần để tự chốt đơn hàng của mình nhá. Còn Linh thì không có nhiệm vụ chốt đơn cho các bác nha. Và bây giờ Linh sẽ đếm ngược 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K1 nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Linh đóng order nha mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm 199 nhá. Em áo này chưa từng xuất hiện ở trên livestream mọi người ơi. Mọi người ơi, tất cả các vấn đề về đơn hàng, nếu như mọi người có vấn đề về đơn hàng, hãy để lại theo cú pháp là kiểm tra đơn hàng và số điện thoại, hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của shop là C-Chat Closy mọi người nhá. Hiện tại thì lượng đơn và lượng inbox thực sự là quá tải ạ. Có thấy băng Nana Diễm ạ? Mọi người ơi, hiện tại thì lượng đơn của CS mỗi một ngày khoảng từ 500 đến 700 đơn, thực sự là rất là quá tải luôn. Nên là hàng hóa có chậm thế, thực sự các bác hãy thông cảm mọi người nhá. Đai ra 150.000, bây giờ là một siêu phẩm áo mang tên K2 chưa từng xuất hiện tại đâu mọi người nhá. Chưa từng xuất hiện mọi người lưu ý. Vì thế số lượng mọi người mới biết rằng số lượng hàng của nhà CS rất là nhiều, nhưng khách hàng đặt vô cùng nhiều, nên là mẫu mới nào ra gần như là sẽ hết hàng ngay trên một cái livestream. Vì thế mọi người ơi, ưng mã nào thì phải comment ngay mọi người nhá. C-Chat sẽ ưu tiên chốt đơn cho các bác từ trên xuống dưới mọi người ạ. Từ trên xuống dưới. Vì thế nếu như mình ưng thì mình phải comment nhanh nhá. Chuẩn bị sẵn cú pháp là K2 kèm số điện thoại giúp em, để nếu như mình ưng thì mình sẽ comment luôn. Còn nếu như mình chưa chọn được mã nào thì mọi người cứ chấm tương tác mọi người nhá. Hãy chấm tương tác để comment của mọi người không bị ẩn ạ. Có bác Lương Vượng ơi, một xíu nữa em sẽ lên nhá. Có rất nhiều siêu phẩm 199 sẽ lên ạ. Hàng thì luôn bị về và luôn phải bù hàng mọi người ạ. Xin nhắc sản xuất hàng làm sao đợt này sao phải bù hàng liên tục luôn. Chưa một mã nào nhà xét gọi là bị tồn hàng luôn ạ. Đây nha mọi người ơi, Linh một mã áo sale 199k nha mọi người thấy quen không ạ? Hot trend của năm 2018 đúng không ạ? Nó là bản 60kg thôi nhá. Bản da rắn đi mọi người. Đây là form nhỏ nên là chỉ dành cho các bác nào dưới 60kg thôi nha mọi người. Cực kỳ xinh luôn nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nhá. Váy là bao nhiêu đấy ạ? Váy là K3 là 350 nhá. Váy là K3 là 350 nha mọi người. Còn áo nhá. Áo là K2 là 199 nhá. Thì hãy sơ pin lại cho mọi người thấy. Em muốn giết bác buồn các bác. Hình tưởng bác lại mở live stream lên vọng vọng. Đây nha mọi người, đây là K2 nó sẽ ghi bình luận vào cho mọi người này. Chất siêu đẹp luôn mọi người ơi. K2 này áo nhá. 199k tại live stream nha mọi người. Váy nhá. K3. Mọi người ơi, mẫu này Linh có 20 mẫu thôi nên mọi người chốt nhanh nhá. Váy là 350 mọi người ơi. Ôi trời, tôi toàn bị ghim nhầm bình luận thôi, các bác comment nhanh quá. K1 mọi người, K1 hết nhá. Linh qua mã nào là hết hàng mã đấy nhá mọi người. Đây là K2 nhá, và giá của nó tại đây là cái dây áo của Linh ấy. Đây là K2 và giá của nó tại livestream là 199k nha mọi người ơi. K2 là một em áo lệch vai mọi người ạ. Lệch vai với họa tiết cực kỳ trend của năm nay, đó là họa tiết là hổ báo và rắn đúng không ạ? C-Chat ngoài cái tông màu chủ đạo là tông màu đồ đen, vẫn là nền thiết kế chủ đạo, phong cách chủ đạo của C-Chat. Nhưng mà C-Chat trên cái livestream, kênh livestream sẽ là một kênh cực kỳ bắt trend mọi người nhá. Thế giới hot mẫu gì C-Chat sẽ có mẫu đấy mọi người yên tâm.
giá thì siêu yêu, 199k bằng chưa bằng công may của mọi người đâu. Nên là ưng em này thì comment nhanh, em này dưới 60kg mọi người nhá. Em này form hơi nhỏ một xíu, dưới 60kg thôi ạ. Dưới 60kg thôi nha mọi người ơi, Linh chốt cho đúng 20 người đầu tiên nhá. Nên là mọi người comment thật nhanh đi ạ, hết 20 mẫu rồi Linh qua mẫu nhá. Mọi người chân váy là mã K3 nhá, chân váy là K3 này. Chân váy là K3 và giá của nó tại livestream là 350 nha mọi người. Ai lấy chân váy comment cho Linh là chân váy kèm ai lấy chân váy comment là K3 kèm điện thoại nhá. Kỳ xinh luôn. Em có thấy tất cả mọi người nên mọi người không cần phải hỏi là Linh đã chốt đơn hàng cho mọi người chưa đâu ạ. Bởi vì mọi người sẽ tự chốt đơn cho mình nhá. Mọi người chỉ cần comment cú pháp kèm mã sản phẩm và số điện thoại, sau đó đi chia sẻ 3 lần cho Linh nhá, là đơn hàng của mọi người sẽ ngay lập tức được chốt. Mọi người tự chốt đơn cho mình luôn chứ không phải là Linh chốt nhá. Linh cũng không biết là mọi người đã chốt được chưa, bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác chỉ comment đây một mã sản phẩm chứ Linh không biết được là các bác đã chia sẻ chưa. Chỉ có hệ thống mới biết thôi nha mọi người. Mọi người ơi, Linh sẽ không đọc chốt cho bất kỳ ai cả nhá, bởi vì Linh không biết là mọi người đã được chốt hàng chưa. Mình 48kg vừa bác ơi, mã này của Linh 60kg vừa nhá. Ok, comment nhanh nha mọi người, K2 kèm số điện thoại nhá. Linh sẽ đến đây khoảng 2 phút để cho mọi người chốt đơn thôi, bởi vì mẫu này không có nhiều. Thôi, em sẽ mặc cái áo này trước này. Đây. Không có trắng ạ, không. Đây nha mọi người, đây là cái link buộc vào đấy. Chứ nó là cái phòng áo xuông này, mọi người có thể buộc như thế cũng được. Ok, còn đây là dây áo của mình. Mọi người đừng để ý những cái gì màu đen nhá. Comment thật nhanh nha mọi người ơi, số lượng tốt hẳn. Cho sâu mã. Em K2 mọi người biết vì sao em ấy sẽ hot không? Bởi vì là trên nền họa tiết hot, trên nền form giá hot, nên nó sẽ tạo ra một em áo rất hot đúng không ạ? Áo hot vì sao? Em này thiết kế là mẫu lệch vai, là một cái mẫu mà các khách hàng nhà thiết kế vô cùng yêu quý cái form dáng này rồi. Và nền họa tiết da rắn là nền họa tiết cực kỳ bắt trend của năm nay mọi người ơi. Vì thế em này chỉ có 199k là mức giá vô cùng tương tác và vô cùng yêu thương. Chỉ có nhà si chất mới đem lại cho mọi người sản phẩm với giá yêu thương như thế này thôi mọi người ạ. Mua hàng nhà thiết mặc rồi bán lại thì vẫn có lãi luôn á. Nên là ưng em này comment nhanh nhá. K2 chốt cho 10 bác nữa thôi mọi người nhá. Mọi người lưu ý, Linh ơi Linh chết được chia sẻ giúp chị. Mọi người hãy lưu ý là để được mua hàng với giá yêu thương. Em chết được chia sẻ mọi người ơi, mọi người lưu ý là để đảm bảo mọi người được chốt đơn hàng thì mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần. Sau đấy vào đây comment theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại nhá. Nếu như 760 người đang xem mọi người ơi, nếu như mọi người thiện chí mua thì cái lượt comment của mọi người sẽ phải tầm khoảng hơn 2.000 nhá. Linh chứng minh cho mọi người xem luôn ạ. Quá các bác ơi, đây hoàn toàn đây mọi người ơi, hoàn toàn đơn sẽ được chốt bằng hệ thống như thế này mọi người nhá. Nên là khách hàng nào yêu thương thì hãy làm theo đúng đấy mọi người nhá, đúng quy định nhá. Chia sẻ 3 lần sau đấy vào đây comment, vì si chất chốt đơn hoàn toàn bằng hệ thống mọi người nhá, không chốt đơn thủ công nữa đâu ạ. Mọi người đây là K2 nhá. Ok, 1 phút cuối cùng để mọi người chốt mã này nhá. Rất là đẹp luôn. Đây ra đâu? Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để tìm đây ra. Em lãng phí tuổi thanh xuân bởi vì cái đây ra quá. Đây nè mọi người ơi, kết hợp với đai da siêu xinh luôn nhá. Mọi người ơi, chân váy này của em không ạ? Quá xinh luôn. Ai lấy mã áo comment là K2 kèm số điện thoại. Còn ai lấy váy comment là K3 kèm số điện thoại nha mọi người. Rất là đẹp luôn ý. Nó đẹp dã man. Mọi người ơi, các thiết kế về váy và chân váy của nhà thiết kế bây giờ nó sẽ nâng cao tính ứng dụng bằng cách là tại sao? Tất cả các mẫu chân váy này bên trong nó sẽ là quần, nên là nó sẽ đảm bảo an toàn cho mình nhưng nó vẫn tạo ra độ sexy. Nửa kín nửa hở mọi người ơi. Kín mà hở thì vẫn hở đúng không ạ? Sexy vừa phải, vô cùng yêu thương. Chất liệu thì các chất liệu chi phong qua nên rất là mềm và bay. Nó sẽ rất là tôn dáng mọi người nhá. Set mà Linh đang mặc ở đây là K2 cộng K3 mọi người nhá. Chốt K2 thêm cho 5 khách hàng nữa là Sia sẽ qua một mẫu mới mọi người nhá. Sẽ là một siêu phẩm vô cùng bom tấn mang tên K3 với giá cũng chỉ là 199k. Mức giá gần như là lợi nhuận vô cùng thấp mọi người, nếu như không muốn nói là không lợi nhuận. À ok, K4. Mọi người ơi, K4 đi, Linh nghĩ là mọi người cà phím sẵn đi bởi vì em nghĩ là em này sẽ kiểu bị tranh giành đấy. Ok, mọi người ơi, đai da của nhà Linh nhá, mọi người show đai da luôn cho em đi ạ. Đai da của nhà em đang bán với giá là 150k nên em đảm bảo với mọi người là đai da của nhà em là rẻ nhất thị trường nhá. Bình thường những cái shop khác ạ, nó bán cái đai da này với giá 250 rồi 300k đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì họ nhập qua rất là nhiều bên, còn nhà em là tự lên vải, tự sản xuất luôn. Nên là mọi người nhá,
không ở đâu rẻ bằng nhà Chi Chác cả. Đai da thần thánh, em đảm bảo với các bác, bởi vì là Linh chỉ bán một cái đai da này thôi, nên là làm sao ạ, nên là Linh phải đảm bảo cho mọi người nó được thắt được tất cả với các quần áo váy bóc của nhà Chi Chác luôn. Các tình yêu ơi, 800 người đang xem, 800 khách hàng yêu thương của nhà Chi Chác hiện tại lượt chia sẻ chỉ là 475 người. Như vậy là hai người đang chia sẻ một lần đúng không ạ? Hai người mới chia sẻ một lần thôi. Nên mọi người ơi lưu ý nhá, tránh tình trạng mọi người thắc mắc tại sao đơn hàng không được chốt. Mọi người hãy chia sẻ cái livestream này 3 lần thôi mọi người nhá. Sau khi mình chia sẻ xong rồi, mình sẽ quay vào đây mình chờ mình ưng mẫu nào thì mình sẽ comment theo mẫu đấy. Còn nếu như mình chưa ưng mẫu nào thì mình phải chấm tương tác mọi người nhá. Hiện tại Facebook nó đang hạn chế tương tác của livestream. Vì thế nên để tránh tình trạng comment bị ẩn thì hãy chấm cái tương tác vào cái live, vào cái livestream này nhá. Ok, em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cái livestream này cho nhà em nhá. Và mọi người ơi, váy có quần ở trong nhá, nó là quần vạt váy đấy mọi người ạ. Có hẳn một cái quần rất là to ở trong luôn. Nhưng mà mọi người mặc ấy, không ai biết là mọi người mặc có quần ở trong nhá, vẫn rất là sexy luôn. Đấy, chân dài miên man. Nhưng mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để mọi người chốt mã này thôi nhá. 10 giây cuối cùng để chốt K2 và K3 thôi. Sợ ơi, Linh sẽ qua cho mọi người mã siêu phẩm mọi người ơi. Cào sẵn phím K4 kèm số điện thoại đi ạ. Đây nhá mọi người, bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng nhá. Ai không chốt là sẽ không bao giờ được chốt nữa đâu ạ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Linh qua mã nha. Ok, bây giờ Linh sẽ qua một siêu phẩm Black mọi người nhá. Một siêu phẩm Black mà Linh chuẩn bị lên ở đây. Nó sẽ mang tên là K4 với mức giá là 199k mọi người nhá. Tại sao trên livestream CS luôn có mức giá yêu thương tới tất cả các khách hàng? Đó là những mức giá tương tác như một lời tri ân tới tất cả các khách hàng đã ủng hộ CS trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù gia nhập cái thị trường thời trang chưa lâu mọi người ơi, nhưng với sự thấu hiểu, sự nghiên cứu cái nhu cầu của khách hàng, nên là CS đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của tất cả các khách hàng mọi người ơi. Mọi người đã nhận thấy đúng không ạ? Tất cả những mẫu mới nhất của CS luôn được khách hàng đón nhận và luôn trong tình trạng cháy hàng mọi người ơi. Bạn Tuấn An cho mình xin số điện thoại nhá. Mọi người lưu ý nhá, đừng quên số điện thoại. Số điện thoại là phương tiện duy nhất để CS chốt được đơn hàng với mọi người nhá. Yêu thương CS hãy comment theo đúng cú pháp. Hãy chia sẻ livestream này chỉ cần 3 lần thôi. Sau đấy quay đây mình chọn thằng mình ưng nhá. Siêu phẩm mang tên K4 mọi người nhá. Mọi người ơi, siêu phẩm K4 này, mọi người biết giá của nó bao nhiêu không ạ? 199k nha mọi người ơi. Giá này chỉ được bán từ giá tương tác tại livestream nhá, nên mọi người hãy nhớ là comment theo cú pháp là K4 kèm số điện thoại cộng 3 lần đã chia sẻ để mua em áo này với giá là 199k nhá. Bình thường thì nó được bán niêm yết tại cửa hàng với giá là 380k nha mọi người. Hãy là những người mua hàng thông thái nhá. Hãy là những người mua hàng thông thái làm gì ạ? Chốt mã sản phẩm và số điện thoại tại livestream nha mọi người. Mẫu này thì Linh không có nhiều nhá. Linh chỉ có 3 mẫu thôi bởi vì em thấy nó ghi ở trên túi. Đây nhá. Mã đây, đây là cái form áo của nó này. Còn các bác thích tập kiểu gì cũng được luôn. Sơ vin vào này, sơ vin tất cả này, sơ vin đằng trước và đằng sau ra cũng ok nhá. Em không sơ vin hết đâu. Cãi đấy. Em không sơ vin hết. Mọi người sơ vin hết lên 900, không sơ vin dưới 900. Bác Thu mới nhuộm tóc. Hôm nay vẫn đang đi xem đẹp mọi người ạ. Cảm ơn bác Diễm Quỳnh nha mọi người ơi. Có rất nhiều những khách hàng yêu thương là: em ơi, hiện tại cả tủ quần áo của chị là toàn đồ nhà Si Chất rồi, mà bây giờ Si Chất lại làm thêm đồ màu nữa, thì bạn bè của chị lại cũng mặc đồ nhà Si Chất luôn mọi người ạ. Vì thế mọi người ơi, nếu yêu thương Si Chất thì rủ hội bạn bè, rủ hội bạn thân, rủ anh em chị em vào đây tốn tiền với Si Chất, vì toàn mẫu yêu thương, giá yêu thương mọi người ơi. Thay vì mua 2 cái mình mua 5 cái nhà Si Chất đi. Mọi người hãy nhớ comment theo đúng cú pháp. Mọi người đừng bảo là áo 199k hay là áo Linh đang mặc hay là cho chị một cái áo đấy, không biết là mã nào đâu. Và như thế mọi người đang comment sai cú pháp ý, hệ thống sẽ không tiếp nhận đơn hàng của mọi người nhá. Nên là mọi người hãy nhớ là comment theo cú pháp là gồm mã sản phẩm và số điện thoại nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hệ thống thứ nhất là chỉ tiếp nhận những khách hàng đã đủ tương tác, tức là chia sẻ sau mỗi lần là sản phẩm. Và thứ hai là chỉ tiếp nhận những mã sản phẩm có K ở đầu và có số điện thoại là không ở đầu nhá. Mọi người lưu ý nhá. Cái mã này thì thắt đai da cũng đẹp luôn, bởi vì sao ạ? Cái đai da này em bảo rồi, thắt với cái gì cũng đẹp luôn ấy. Đai da, thực ra là đai da thần thánh là cái thương hiệu làm lên, cũng một phần làm lên tên tuổi của Si Chát mọi người ạ. Đai da thần thánh là một trong những sản phẩm góp phần làm lên tên tuổi của Si Chát. Nó là thiết kế riêng của Si Chát, gọn chất liệu, form dáng mọi người á. Nên mọi người ơi, hãy mua em đai da nếu ai chưa có, hoặc là phải mua 2 cái. Bởi vì kiểu gì mua một cái là bạn mình cũng sẽ lấy mất. Đó, nên là hãy mua 2 cái cơ. Mọi người ơi, Si Chát không miễn phí ship nhá. Và mọi người ơi, hãy để ý một chút đến cái quyền lợi khách hàng của nhà Si Chát này. Làm sao ạ?
Đầu tiên là mọi người sẽ được hỗ trợ giá ship nhé, kể cả là đơn hàng, đơn ship của các bác từ miền miền Bắc của Linh này, Hà Nội này, vào miền Nam này, hay là vào bất kỳ một tỉnh thành nào, kể cả giá ship của bác có là 70-80 nghìn thì Cchat sẽ hỗ trợ các bác giá ship chỉ 30 nghìn thôi nha mọi người ơi, chỉ 30 nghìn trên một đơn hàng nhá. Và gì nữa, quyền lợi của khách hàng nhà Cchat là luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi mua hàng nhá. Như vậy thì mọi người trước khi mua hàng ấy thì có thể kiểm tra hàng, nếu như mà chất lượng và mẫu mã ở đây nó không đẹp, không đúng như những gì Linh nói ở đây ạ, thì mọi người không lấy hàng thôi nhá, không lấy hàng, không nhận hàng, gửi shipper về luôn ạ. Bởi vì sao? Cchat rất là tự tin về những cái mặt hàng mà mình bán, bởi vì những cái mẫu sản phẩm nào của em cũng cam đoan với mọi người là đẹp gấp 10 lần trên livestream nhá. Bởi vì sao? Mọi người, những cái người mà bán hàng online với những cái sản phẩm chất lượng kém ấy ạ, là mọi người người ta rất là sợ khi mà các bác sờ vào chất vải, nhưng mà nhà em rất là tự tin muốn các bác kiểu tay bắt mắt nhìn nó để biết là nó đẹp như nào. Bởi vì nhà Cchat luôn luôn đặt hai tiêu chí lên hàng đầu, đó chính là chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng nha mọi người ơi. Đây là K4, đây là K4 nhá, đúng không? Chất cốt tông rất là đẹp luôn mọi người này. Đây là K4 và giá của nó tại livestream là 199k nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nha mọi người ơi. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại. Mọi người ơi, mọi người comment nhanh K4 kèm số điện thoại nhá. Linh lắc nhắc lại một lần cuối cùng nhá, mọi người không dục Linh qua mã. Bởi vì trong cái thời gian mà mọi người dục Linh qua mã thì đang có rất là nhiều người đặt mua hàng đấy ạ. Mọi người ơi, Linh là cao 1m60 nhá, Linh là cao 1m60 và nặng 47kg nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 kèm số điện thoại. Ok, Linh sẽ để 1 phút cuối cùng nhá, dành 1 phút cuối cùng để cho mọi người chốt đơn hàng nhá. Sau đó thì Linh sẽ qua mã. 1 phút cuối cùng nha mọi người. Đây nha. Piu piu, đây mọi người nhá. Các bạn thì nó sẽ như thế này này. Và đây là chân váy nhá. Đây là chân váy quần nhà Cchat. Mọi người ơi, Linh lên được mã nào ấy thì mọi người hãy xem bạn đấy nhá, bởi vì hôm nay Linh lên toàn hàng hot, hàng mới, đây là Linh sẽ không lên theo yêu cầu nha. Mọi người ơi, mọi người lưu ý một xíu về cái đơn hàng của nhà Cchat mọi người nhá. Toàn bộ nhà đơn hàng Cchat hóa đơn in, trên cái hóa đơn in nó sẽ có logo của nhà Cchat. Ngày mai thì bên mình sẽ chụp một số cái form đồ lên, mọi người lưu ý khi nhận hàng giúp shop nhá, để tránh tình trạng là mình sẽ bị nhận lừa đảo. Ở Hà Nội thì mọi người ở riêng đồ sẽ cho kiểm tra hàng đấy, nhưng mọi người lăn tăn. Và ngày mai thì bên mình sẽ có up lên cái form gói hàng mọi người nhá. Và tất cả hóa đơn đều được in mọi người nhá. Trên hóa đơn sẽ có là shop Cchat và cơ sở là số 39 ngõ 10 Tô Thất Tùng Hà Nội, hoặc là số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư, mọi người lưu ý giúp mình nhá, để tránh tình trạng mọi người sẽ bị hiện tại thì cũng chưa có đâu, nhưng mà cũng rất là sợ, nên là mọi người hãy lưu ý khi nhận hàng mọi người nhá. Hàng nhà Cchat đặc biệt ở Hà Nội đều cho kiểm tra hàng mọi người nhá, riêng khu vực Hà Nội là cho kiểm tra 100%, mọi người được bóc hàng kiểm tra thanh toán. Mọi người ơi, đây nhá, Linh nhắc lại một lần nữa là đây là mã sản phẩm K4 và giá của nó sale tại livestream là 199k nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k nha. Ai lấy mã này comment là K9 kèm số điện thoại. À nhầm, K4 kèm số điện thoại nhá. Ok, 30 giây cuối cùng này. 30 này, 29 này, 28 này. Qua mã đóng order không chốt hàng luôn nhá. Mọi người, váy của Linh là K3, váy của Linh là K3 và giá của nó là 350 nhá. Ai lấy áo comment K4 và ai lấy váy comment K3 nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Ok, 20 giây cuối cùng nhá. 20 này, 19 này, 18 này, 17 này, 16 này. Hôm nay mặt sưng quá. 15 này, 16 này. Đùa mọi người thôi. 13 này, 12 này, 11 này. Mọi người ơi, Linh là 1m60 và nặng 47 cân. Top đấy. 10 giây cuối cùng nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, áo 199 mọi người ơi. 3, 2, 1. Ok, Linh đóng order nhá. K3 là váy đúng không? Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ lên một siêu phẩm mang tên là crop top Taiwan mọi người nhá. Cũng rất là ít thế thôi, ở trên livestream thôi. Nhưng mà em crop top này là phải nói là một cái sự rất là đa dạng trong cách mặc đồ. Với một em áo crop top đơn giản, mọi người có thể mặc trong áo khoác, kết hợp với short, kết hợp với chân váy, rất là ok luôn. Và ngày hôm nay duy nhất ở trên livestream này, em áo đó sẽ được bán với mức giá rẻ hơn bình thường mọi người nhá. Không cần quan tâm giá cửa hàng là bao nhiêu, trên livestream ngày hôm nay với Linh và với Cchat, áo này là áo K5, giá chỉ còn là 220.000 nhá. 220.000 ạ. Mọi người
được sale cả. Và mọi người nếu mà thấy nó sale ấy thì hãy nhanh tay xúc nó về nhá mọi người. Áo này có giá là 220 tại livestream nhá mọi người. Có phần tay von mọi người, sâu chất von của nhà Linh cực đẹp luôn nhá. Và đây là len hàn nhá mọi người ơi. Đây dáng con top này. Dáng con top đảm bảo cho mọi người nó vẫn đủ dài nhá, nó chỉ sexy vừa phải thôi. Và đây là K5 nhá. Ok, Linh sẽ ghi mã sản phẩm này. K5 là áo nhá, K5 áo này. Áo giá 220 nhá. 220. Ai lấy áo comment cho Linh là K5 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, ca mẫu Linh không đóng order rồi nha mọi người. Đấy mọi người rất là lưu ý nhá, thích mã nào thì phải chốt luôn cho Linh nhá. Bởi vì sao ạ? Linh không bao giờ lên một sản phẩm hai lần tại một livestream nhá. Bởi vì nếu mà Linh lên như thế ạ thì các bác sẽ liên tục bảo là lên lại mã này, là Linh sẽ không lên nhá. Không lên bất kỳ một mẫu nào luôn. Mã này của Linh thì 65kg vẫn vừa nha mọi người ơi, cực kỳ xinh luôn nhá. Mặc nó kiểu chất ngầu ngầu ấy. Ai lấy mã này thì comment cho Linh K5 kèm số điện thoại nhá. Mọi người lên giá mã hot thôi. Bác chú sức này thì bán Linh rồi. Không thì bác ấy bảo là bây giờ Linh muốn tăng tiêu không? Tăng tiêu thì không mặc gì. Hôm nay thì bác bảo cứ đứng quánh quánh nhảy nhảy. Đây là K5 nha mọi người. Mọi người ơi, áo này 65kg vừa nhá. Chân áo của Linh là K5. Áo của Linh là K5. Còn chân váy của Linh ạ, chân váy của Linh là K3 nhá. K3 và có giá là 350 nhá. Đây là quần vạt váy đấy mọi người ạ. Mặc rất là tiện luôn, sexy nhưng mà không lộ. Không sợ can lộ nhá. Nguyên một set. Mọi người lưu ý là tất cả những sản phẩm by C-Chat thì đều có phần mác mọi người nhá. Thực ra thì C-Chat cả một team sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để làm lên một thương hiệu C-Chat mà rất nhiều những khách hàng đã ủng hộ và thừa nhận mọi người nhá. Mua áo nhà C-Chat với mức giá yêu thương, mọi người mặc xong bán có khi vẫn còn lãi mọi người ạ. Đó. Mọi người ơi. K5 chỉ chốt cho 10 băng thôi mọi người nhá. Sau 10 băng nữa thì Linh sẽ lại qua mẫu ạ. Dưới 65kg mọi người nhá. Dưới 65kg ạ. Chân váy là K3 có đủ size SML mọi người ơi, dưới 65kg. K3 là chân váy, bên trong là quần mọi người nhá. K5 em phải chốt cho 10 bác nữa thôi. Mọi người lưu ý nhá, để được chốt đơn hàng hãy đừng quên là bác chia sẻ 3 lần mọi người nhá. Mọi người hãy tự chốt đơn cho mình nhá. Như là ở đầu livestream này đã rơi cho mọi người là Linh chốt đơn hoàn toàn bằng hệ thống. Và khi mà bác nào comment là đúng, cú pháp là K cộng mã sản phẩm, tức là 123456 ấy ạ, kèm số điện thoại nhá. Tức là trên một cú pháp thì phải có K và có 0, tức là 0 là đầu số điện thoại và K là đầu mã sản phẩm. Như thế là sẽ là comment đúng cú pháp. Và sau khi đấy thì mọi người phải chốt đơn chia sẻ 3 lần nhá. Chia sẻ 3 lần để làm gì ạ? Khách hàng đã đủ tương tác thì tên của mọi người sẽ tự lên trong danh sách là đã chốt đơn của hệ thống nhá mọi người. Còn nếu không ấy, các bác làm thiếu bất kỳ một bước nào, hoặc là các bác comment thiếu hay là comment không đúng cú pháp đặt hàng thì mọi người sẽ không được chốt đơn đâu ạ. Mọi người ơi, đây là K5 nhá. Linh đã chốt cho đúng 10 bác rồi thôi nhá. Bắt đầu đếm ngược 10 bác này. Mọi người ơi, chân váy có size SML nhá. Đủ size SML lên là 65kg vẫn vừa nha các bác. Linh là 47kg đang mặc size S. K5 là crop top bác ạ. Nên là không có dài hơn đâu. Em đi lại đi, gửi đi. Ôi giời, em quay được cái khuôn mặt của bác. Đúng rồi. Eo 63 mặc váy size M. Eo 63 size S. Size S à? Ừ. Size S à? 68 size M, 72 size L. 68 size M. Eo em năm mấy mà size gì ạ? Ok mọi người ơi. Một người, hai người, ba người, bốn người này, năm người này, năm người cuối cùng nhá. Cả set bao nhiêu ạ? Cả set gồm áo 220 và chân váy 350 nhá. 570 nha mọi người ơi. Mọi người áo là 220 nhá. Linh có ghi một bình luận với thông tin sản phẩm là K5 đấy. Giá 220 nha mọi người. Ok, 6 người, 7 người này, 8 người này, 2 người nữa. Set vừa rồi có cả đai da. Set nào của Linh cũng có đai da mà. 2 người nữa là mọi người, 2 người cuối cùng nhá. Ok, 1 người cuối cùng nhá. Sau K5 là một siêu phẩm K6 mọi người ơi. Sau K5 là một siêu phẩm K6 vừa mới được về bù hàng nhá. Hết hàng rồi nhá. Bây giờ ta lên một siêu phẩm mang tên K6 mọi người ơi. Hãy chuẩn bị sẵn cú pháp là K6 kèm số điện thoại nào. Nếu như mọi người không ưng K6 hoặc là không muốn mua thì hãy chấm tương tác được không ạ? Thay vì mình ngồi xem, mình hãy tương tác với nhau một xíu mọi người nhá. Mọi người chấm tương tác để mọi người. Bác Thao Bình ơi, xếp vừa rồi là K5 cộng K2.
là K5 cộng K3 con nhá. Anh Tuyết Trần ơi, lấy cả bộ comment giúp mình là K3 cộng K5 mọi người ơi. Chỉ được vì là xin nhắc chốt đơn bằng hệ thống mọi người nhá, nên là máy móc họ không có đọc được. Vì thế mình hãy comment đúng cú pháp giúp bên em, đó là mã hàng và số điện thoại nhá. Mọi người đây là áo nhá. Áo này mọi người thấy áo đây nhá. Đấy. Cái áo này thì có mã sản phẩm là K6 và giá của nó là bao nhiêu ấy nhỉ? Ồ, 200 nào. Sale còn 250.000. Sale còn 250 tại livestream mọi người ơi. Áo này bây giờ là 380, sale còn 250 tại livestream. Ai nhìn bên này comment K6 cái số điện thoại. Mà nhanh chút nhanh các bạn nhỉ. Bây giờ Lý sẽ nói rất là nhanh nhá. Bây giờ thôi. Thôi. Mọi người ơi, Linh sẽ trở lại bình thường. Đây là K6 nha mọi người. Đây là K6 và giá của nó là 380, sale còn 250 tại livestream nhá. Ai lấy mã áo này comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nha mọi người. Chị Thao Bình ơi, chị comment lại giúp em theo đúng cú pháp là K3 cộng K5 kèm số điện thoại mọi người nhá. Và đây là K6 là mỗi mà em xin lỗi em nói nhầm là váy sẽ là K7. Còn hiện tại Linh sẽ lên trước là K6 mọi người ạ. K6 này sẽ là một em áo thun Favoan. Rất là xinh luôn mọi người nhá. Bình thường 380, giá trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 250.000. Em này dưới 68kg mọi người ạ. Dưới 68kg vừa em này mọi người. Mẫu này thì Linh không có nhiều ấy. Hầu như là các sản phẩm của nhà chị Thao là không bao giờ sản xuất tràn lan cả. Bởi vì như thế thì nó sẽ bị đụng hàng ấy. Mà chị Thao không thích điều đấy. Nên là mọi người ơi, tất cả sản phẩm ấy trên một livestream đều chỉ có giới hạn khoảng 20 đến 30 sản phẩm thôi nhá. Hoặc là cái nào ít thì khoảng 5-7 sản phẩm thôi, cũng không có nhiều đâu. Nên là các bác thích mẫu nào thì các bạn chốt cho Linh luôn. Bởi vì nếu mà các bác không chốt thì sẽ cũng không chốt ạ. Thế bây giờ cho mọi người xem nhá. Mọi người cái tà vào này mọi người biết để làm gì không ạ? Để che bụng nhá. Đối với những bác nào mà có vòng hai to thì nó sẽ thành một cái phương tiện che bụng cho các bác, không hề bị lộ ngực. Mọi người ơi, shop bán hàng thiết kế mà toàn hàng si chất từ thiết kế thôi mọi người. Hàng mua hàng của si chất ạ, có thể là đang coi là mua hàng hiệu giá rẻ đấy. Bởi vì sao ạ? Toàn bộ đều là hàng thiết kế và tự sản xuất từ những nhà thiết kế riêng và tự trong các khâu sản xuất luôn, là chọn vải này, xong may này, vá này, cách kiểu các kiểu. Đây là mọi người, đây là K6 nhá. K6 có giá là 250 tại livestream và giá của nó niêm yết tại cửa hàng là 380. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K6 kèm số điện thoại nhá, cực kỳ xinh luôn. Mã này thì 68 kiến vừa, bởi sao ạ? Bởi có giãn rất là nhiều. Đấy, có phần vặt chéo chéo này. Tờ cáo này thì các bác dễ kết hợp, là kết hợp với quần không, không ạ. Mã này thì các bác rất là dễ kết hợp, có thể kết hợp với quần short, quần jean, váy xòe, váy cụp, các kiểu váy. Không, mọi người ơi, đây không xỏ ngón tay nữa. Bởi vì thực ra các bác biết vì sao không ạ? Bởi vì nó có cái phần tà voan này này thì nó tạo cái cảm giác là váy nhẹ nhàng ấy, nên là không làm xỏ tay nhá. Làm xỏ tay thì sẽ bị đổi kiểu dáng áo, là không có làm xỏ tay nha mọi người ơi. Mọi người lấy chỉ để cái phần xỏ tay hoặc chóp trên phần xỏ tay vào những cái áo nào cảm thấy phù hợp thôi. Những cái áo nào mà kiểu như là cá tính ấy. Lấy mọi người ơi, mọi người không post để cho bác thu nhập đôi này về thì cả. Em giận. Đây nhá, cởi đai cho các bác xem các form áo nhá. Đây nha mọi người ơi. Đây nhá, Linh bắt đầu sâu áo cho mọi người này. Đây nhá, đây là cái form áo của nó nhá. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Ok. Ở ngoài thì có một nà voan để cho làm sao, bởi vì là em đảm bảo cho mọi người là mẫu này đến tận 68kg vẫn mặc vừa, và làm sao để các bác tim mú của em mặc có thể đẹp ạ, là có một nà voan che đi cái vòng hai mọi người ơi, không hề bị lộ ngần nhá, không hề bị lộ những cái ngần đáng yêu của chúng ta ra nha mọi người. Ai lấy mã này comment K6 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Em bắt gợi tình. Ok, Lan nói Linh sẽ lên mã sau đi, Linh sẽ lên một cái sơ mi nhá. Sơ mi màu vàng các bác ạ. Sơ mi vàng các bác có thể là rất là quen thuộc với nhà chat rồi, và em thấy nghĩ là nhiều người hòng cái mẫu này lắm. Mọi người đừng quên nhá, mọi người lại quên chia sẻ ở đấy ạ. Mọi người đừng quên nhá. Nếu như mà mọi người không tự chia sẻ, không tự chốt đơn của mình ạ, không chia sẻ 3 lần để tự chốt đơn của mình, thì các bác đừng inbox cho Linh hỏi là em ơi kiểm tra đơn hàng giúp bác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các bác làm gì có đơn hàng để em chốt ạ. Nếu như các bác không chia sẻ thì em sợ. Thì nếu mà các bác không chia sẻ thì làm gì có đơn để chốt ạ? Bởi vì hệ thống không ghi lại đơn của các bác ạ. Mọi người áo này mã K6 nhá, giá 250 này. Giá 250 nhá.
comment số điện thoại và mã sản phẩm nhé, kèm 3 lần chia sẻ để được chốt đơn nha cả nhà. Rất là xinh luôn. Nói chung đồ của nhà chị chắc toàn siêu phẩm thôi mọi người mua đồ của nhà chị chắc là bị nghiện đấy. Bị nghiện đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có chất kích thích ở trong này. Là linh lì. Nói xong câu này chắc nhiều người buồn nôn, nhất là những ai đang ăn cơm thôi em thương các bác. Mọi người ơi, sẽ dành 30 giây cuối cùng để mọi người chốt K6 nhá. Bắt đầu đếm ngược 30 giây đi ạ. Ôi. Đây là bài gì đây? Không biết là đây là bài gì cả. Mọi người ơi, xin lỗi mọi người, là siêu phẩm K7. Trời ơi, chết rồi, sao không lên pin này? Pin yếu anh quên này. Bum 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 bum. 10 giây cuối cùng nha mọi người. 10 giây cuối cùng nhá. 10 giây cuối cùng để mọi người chốt K6 này. Nhà em có khoảng tầm 3 bác là mua khoảng tầm 4 triệu, 4 triệu là 5 triệu các bạn. Các bạn đừng bỏ Linh. Mọi người ơi, mọi người ạ, quá sốc còn tốn tiền nữa. Mặc dù là mua nguyên giá đấy nhưng mà em nghĩ là các bác chắc chắn sẽ tốn tiền. Bởi vì thực ra là mặc lên mẫu nào cũng đẹp. 5 giây cuối cùng mọi người ơi, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ qua một siêu phẩm mang tên là K8 mọi người nhá. Mọi người cùng đón K7. Xin lỗi mọi người, hôm nay em rất là nghịu luôn. Đừng có đẹp thấy được không ạ, em nghiện ngập quá rồi. Mọi người ơi, toàn bộ sản phẩm nhà si chất đều được tẩm thuốc gây mê. Đều được tẩm thuốc gây mê, vì thế em cảnh báo các bác nhá. Chỉ cần rất là ít tiền thôi, mọi người đang mua những sản phẩm có tính chất là gây mê đó. Nên là những ai mà không muốn tiêu tiền, không muốn tốn tiền mà mình chỉ để tiền trong sổ tiết kiệm ấy, thì mình chỉ xem livestream này và chỉ cần chấm tương tác thôi. Còn những người nào mà đang có nhiều tiền, đang muốn tiêu tiền hoặc là muốn tiêu tiền để lấy động lực kiếm tiền ấy, thì hãy vào đây và chuẩn bị sẵn các cú ngáp đặt hàng mọi người nhá. Cú ngáp là mã hàng và số điện thoại mọi người ơi. Linh ơi, kimono đó. Chị vừa bảo rồi mà. Mọi người ơi, đây nhá, đây là 199k nha mọi người. Đây là áo 199k nhưng hôm nay bác Thu không là áo cho em cả. Đây nha mọi người, đây là áo 199k nhá, và cái áo này mặc được 4 kiểu nha mọi người ơi. Đây là mã K7 nhá. Đây là mã K7. K7 giá là 199k nha mọi người ơi. Nếu mà bác chấp nhận là em sẽ mặc váy kimono với cái váy này thì em sẽ lên nó ngay lập tức. Đúng rồi đấy các bác ạ. Anh ghim rồi. Anh ghim rồi ạ. Thế mà bác không bảo em gì cả. Áo vàng đã về mọi người ơi, một siêu phẩm mang tên Yellow đã về. Yellow. Đây nha mọi người ơi. Đây nhá, đầu tiên này, cái form áo đầu tiên mà mọi người có thể mặc vào đây nhá. Và tiếp theo là mọi người mặc kiểu gì ạ? Mọi người hãy cầm cái bát này này, mọi người sơ vin là mọi người chỉ để cái phần cái bát này ra thôi. Và kiểu tiếp theo là gì ạ? Đây nhá, mọi người sơ vin cái này vào này. Đấy, sơ vin vào, đấy. Đấy, xong rồi. Xong rồi mọi người kiểu tiếp theo nhá, đây là kiểu thứ hai này. Kiểu tiếp theo mọi người cầm cái này, mọi người bắt đằng sau nhớ là phải chỉnh lại cái cổ nhá. Đây, rất là xinh luôn. Và mọi người, đây là kiểu mặt thứ 3 nhá. Và kiểu mặt thứ 4 là gì ạ? Các bác hãy kết hợp với đai da của Nhật Chat nhá. Và đai da thắt về áo này thì nó sẽ như nào để em thắt cho các bác xem nhá. Và số là không phải cứ thắt vào là được đâu mọi người ạ. Hãy nhớ những kiểu mặt mà em thắt đai da kết hợp với áo nhá. Bởi vì mỗi cái form áo ấy thì mình sẽ có cái kiểu vắt áo để thắt đai khác nhau đấy nha mọi người. Đẹp nhưng vô duyên em mà. Nên em bây giờ vẫn ế này. Đây nha mọi người ơi. Dạ. Không có tiền tiêu ạ. Bác phải cho em tiền tiêu hàng tháng nữa chứ. Đây nè mọi người ơi. Đây nhá, áo của Linh này. Áo của Linh là có giá là
áo của Linh là có giá là 199k nha mọi người ơi. 199k nhá. Và giá niêm yết tại cửa hàng của nó là 380. Nếu mà các bác thích mẫu này ý, mà muốn săn ở với giá rẻ thì hãy comment tại livestream với giá với cú pháp là K7 kèm số điện thoại nhá. Nhưng mà nhá, từ từ nhá. Kiểu Linh không thích ai chê Linh đâu. Nếu mà các bác chê thế là các bác cũng duyên đấy. Quân thấy anh không nhỉ? Cảm ơn các bác. Ở Quảng Ninh lên Hà Nội là thấy. Nên Facebook của Linh là Trương Thùy Linh nha mọi người ơi. Ai mà muốn tư vấn visa thì inbox cho Linh nhé. Kiểu buộc sau như thế nào vậy, em đằng sau có đi được không? Không bác ơi, đây em bảo nhá. Đây này, cái kiểu mà mình buộc sau ấy thì mình đây, sau khi mà sơ vin cả cái áo vậy thì bác vắt cái tà vạt này, bác sơ vin vào cái áo ấy ạ, thì nó sẽ không bị lộ gì đâu nha mọi người ơi. Em cảm ơn các bác nhá. Bỏ ra đâu buộc lại áo đi chị. Bỏ đây ra đây mọi người ơi, bây giờ Linh sẽ bắt đầu sâu lại các cái kiểu mặc của mã K7 ấy nhá. Mã K7 này 380 sale 199 này mọi người ơi. Đây là kiểu mặt thứ nhất này. Còn đây là kiểu mặt thứ hai này. Kiểu mặt thứ hai. Đây là kiểu mặt thứ hai nhá. Đây là kiểu mặt thứ hai. Và đây là kiểu mặt thứ ba nhá. Thứ ba này. Mọi người hãy sơ vin hết vào. Đây. Nhớ là phải để cái phần cổ như này nhá. Đừng, mọi người đừng kéo căng lên như này, nó rất là xấu. Nhớ là phải để nó như này này. Đây, như này. Đấy. Và kiểu mặt thứ tư nhá, là mọi người thắt đai da vào. Đây. Đây mọi người hãy nhớ là cầm cái vạt này này, vắt sang bên này nhá, xong rồi thắt đai vào. Xong thì mọi người sẽ chỉnh lại cái cổ sau ấy. Mọi người hãy comment theo đúng cú pháp cho Linh là K7 kèm số điện thoại nhá. Linh có ghi một bình luận về cái thông tin sản phẩm ở dưới ạ. Nếu mà các bác nào nhìn thấy thì hãy comment cho Linh biết nhá. Thực ra mọi người ơi, đã có nhiều khách hàng phản ánh là có nhiều bên cũng đã là những sản phẩm giống của CNH và bán rẻ hơn rất nhiều. Nhưng mình không hiểu nổi là những cái sản phẩm nó rẻ hơn được nữa. Vì hiện tại CNH bán cái sản phẩm với cái mức giá này gần như là mức giá tương tác rồi mọi người ạ. Còn không hiểu một cái sản phẩm mà rẻ hơn nữa thì nó sẽ như thế nào. Bởi vì mọi thứ nó chỉ đạt đến ngưỡng của nó thôi mọi người ạ. Những giá thì sản phẩm nó chỉ đạt đến cái ngưỡng sản phẩm như thế thôi. Mà mọi người có thể bán được rẻ hơn thì không hiểu là như thế nào. Mọi người muốn phá giá bác, mọi người ghét bác nên là mọi người bán rẻ hơn bác. Thực ra mọi người ơi, để xây dựng một thương hiệu xin chất như bây giờ phải là một team hỗ trợ rất là nhiều chất xám, tư duy, tiền bạc để có thể làm truyền thông một thương hiệu xin chất mọi người ạ. Với cái mức để tạo lên là một xin chất đây mọi người ơi, đây là nếu mua hàng với các mức giá yêu thương như thế này mà không mua tại nhà xin chất mà lại mua những cái thương hiệu trôi nổi, thực sự là không còn gì để nói với nhau. Mọi người đừng mua hàng fake ạ, bởi vì nhà chị chắc là bán đồ hiệu giá rẻ. Mọi người đừng mua hàng fake nha. Không mua hàng fake đâu, không sao phải hàng fake, đi ra đi. Mọi người đây là áo vàng, mã K7 nhá, sale từ 380. 10 bác nữa thôi nhá, chốt cho 10 bác nữa là hết hàng rồi nhá. 10 bác nữa nha mọi người, 10 bác nữa nhá. Em không hiểu tại sao các bác cứ thả ha ha vào cái comment em ghim giá với cái thông tin sản phẩm. Cái comment của người ta rất là đứng đắn. K7 cộng số điện thoại cộng 3 lần chia sẻ. Giá 199k, auto chốt khi chia sẻ. Mà các bác cứ cười. Hết hàng rồi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, đã hết hàng rồi mọi người nhá. Linh sẽ qua một mẫu kimono. Lần này thì sẽ là kimono. Chân váy là K7, à K3 nha mọi người. Chân váy K3 giá 350 nhá. Thôi đi vào, đi vào. Tranh thủ. Sàm sớ. Lên kimono. Không, không lên áo nữa. Anh đang chờ váy mà. Cả set là K7 199, chân váy là K3 là 350 mọi người nhá. Mọi người ơi, Facebook đang hạn chế tương tác livestream. Nên là các bác ơi nhớ chấm tương tác mọi người nhá. Bây giờ là thời gian mà em sẽ có thể đọc mọi người. Nhưng ai đã tương tác lại với em thì em xin phép được chào mọi người nhá. Mọi người chấm tương tác, em nhìn thấy ai thì em sẽ chào mọi người nhá. Em thấy bác ơi. Gì? Mọi người ơi, bây giờ thì chỉ cần chia sẻ 3 lần trên tổng cộng 1 livestream là được ạ. Bác Ngọc Huỳnh ơi, sau khi mà điện thoại chốt đơn thì cái vấn đề là hiện tại thì CNH thực sự là lượng hàng quá tải mọi người ạ. Xưởng đang làm việc hết công suất rồi ấy, nhưng mà không có trả hàng kịp nên là có những đơn hàng nó sẽ bị delay muộn hơn dự kiến ấy, nên là mọi người thông cảm giúp em nhá.
Đây bây giờ em lên mã đầm mọi người nhá. Có thấy bác Nguyễn Hường ạ? À? Một siêu phẩm mang tên là K8 mọi người ơi. Hello. Đôi dép của Linh đang đi, Linh đang nhờ mọi người hỗ trợ để vote bác T bác Thu lấy về để bán mọi người ạ. Hello tất cả mọi người nhá, Linh lên một siêu phẩm tiếp theo mà có mã là K8 nha mọi người. Sản phẩm đẹp thì phải đợi mã đẹp thì mới lên. Giá của nó là bao nhiêu ạ? Mọi người ơi, 380 siêu còn 320 tại livestream nhá. Ai lấy cái váy kimono này thì comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Mọi người ơi, ai muốn kiểm tra đơn hàng comment cho Linh kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại nha. Số ơi, Linh không cái khuy đâu mọi người nhá. Bởi vì Linh rất là dốt cho mình với cái khuy. Đây nhá mọi người, form váy kimono này đằng sau này. Rất là xinh luôn, và ai lấy mã này thì comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã chấm tương tác cho Linh nhá. Mọi người ơi, áo khoác chắc phải hẹn mọi người vào tối mai rồi. Vì tối nay thực sự là sau khi mà vừa mới đăng hình lên là thực sự là hàng hết luôn. Có sai không đó? Cái này có SML. Có size SML, cái này tối đa vừa cho Linh là 65kg nha mọi người ơi. Giá của nó tại livestream là 320 nhá. Giá niêm yết tại cửa hàng là 380k. Cái dáng kimono này của nhà em thì quá hot rồi, nó chỉ có một bên cổ ấy nha mọi người, nó chỉ có một bên cổ ấy thôi. Nên là rất là đẹp và rất là kiểu dáng rất là lạ ấy. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K8 nhá. Mọi người mẫu 47kg. Rất là xinh luôn. Trời ơi, cái thắt đây ra là hình sống rồi. Đây nha mọi người, rất là xinh luôn nhá. Ai lấy mã váy này comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nhá. Váy này không có nhiều đâu các bác ơi, váy này chỉ có khoảng 15 cái thôi nên là các bác chốt nhanh nhá. Mọi người hãy nhớ là mỗi lượt comment mua hàng của các bác đều phải đi kèm cho Linh 3 lần chia sẻ. Cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ nhà Chi Chat nha. Mọi người ơi, Linh đang đàm phán với bác Thu một chương trình ý. Thực ra là Linh đề xuất đến bác Thu một chương trình chiên cho mọi người, đó chính là chương trình free toàn bộ cửa hàng. Mọi người thấy ok không ạ? Bác Thu. mọi người có thể chốt size vào ngày mai nhé. Khi mà bộ phận telesale gọi điện cho các bác để chốt đơn lại một lần nữa ấy ạ, thì các bác hãy đọc size và chiều qua cân nặng sau nhé. Bởi vì ở trên livestream này thì em chỉ chốt hàng lần 1 thôi, còn một hàng lần 2 để gọi cho các bác để xác nhận đơn hàng và để chốt size. Thì là ở đây thì các bác chỉ cần comment là K8 kèm số điện thoại nhá. Cứ auto dưới 65kg là vừa mẫu này của Linh nhá. Thì mọi người cứ trong cái khoảng thời gian cái khoảng cân nặng và cân nặng đấy thì hãy chốt mã 08 nhá. Sau đó thì mọi người có thể chốt size vào ngày mai nhá. Có đủ size SML mọi người ạ, bởi vì cái form này nó khá là tôn dáng ấy. Mọi người, giày của Linh đi thì hiện tại chưa có bán, chắc là tuần sau bác Thu sẽ có đấy. À, tuần sau bác Thu chắc chắn sẽ có đấy mọi người ạ. Đây nha mọi người, K8 nhá. Đây là K8 này, K8 nhá. K8 có giá là 320 tại livestream nhá. Và giá bán tại cửa hàng là 380 nha mọi người ơi. Ai lấy mã này thì comment là K8 kèm số điện thoại nhá. Và đai da của Linh là 150 nhá. Linh cam đoan mọi người là chất và bản đai da của Linh là chất bản đai da chuẩn nhất thị trường. Và sao nữa, tức là cái đai da nào của nhà Linh cũng giống nhau. Và sao nữa, là bán giá rẻ nhất thị trường. Bởi vì bên khác bình thường là các bác comment vào đây rất là nhiều là tại sao nhà Chi Chat bán đai da rẻ như thế. Bởi vì nhà em ấy ạ, tự lên vải tự sản xuất, còn những cái bên khác là họ nhập với rất là nhiều bên, nên là giá bán trung bình của họ sẽ là khoảng 250 đến 300 ấy nha mọi người. Ai lấy đai da thì comment đai da nhá. Nhưng mà em nghĩ là mọi người nên comment đai da mua kèm thêm một sản phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì giá ship đã 30k rồi. Mọi người hãy mua hàng ấy, hãy là những người mua hàng thông thái để bị đỡ tốn tiền ship ấy. Đúng rồi, đây nha, Linh bỏ đai da cho mọi người xem form váy nhá. Thực ra ấy, là nó là hai cái kiểu dáng khác nhau. Nếu mà các bác là thích kiểu nhẹ nhàng một chút thì có thể là không thắt đai da cũng được. Còn nếu mà các bác kiểu cá tính một chút thì em thắt thêm đai da vào cho Linh nhá. Rất là xinh luôn. K7 bao nhiêu ạ? K7 Linh hết rồi nhá. Mai chị Thu lai áo dài tay chất dày một chút ạ. Ok ạ. À mọi người ơi, sắp tới có áo nỉ đẹp cực. Ui đẹp lắm luôn ý. Áo nỉ, cái áo nỉ em bảo bác làm ý, em phải nói thế để cho bác làm. Để mọi người chờ đó là mọi người sẽ giúp bác là bác có biết được áo nỉ thế là bác sẽ bị là biết kiểu cái quần của em ấy đâu tới bác anh làm đấy. Hẹn mọi người tuần sau là tuần sau có quần là đấy là bác lại làm. Đây nha mọi người ơi, K8 kèm số điện thoại nhá. À Linh hướng dẫn mọi người một chút về cái cách thắt đai da nhá. Váy của Linh đang mặc không kèm đai mọi người, đai da của nhà Linh là không đi kèm bất kỳ một sản phẩm nào cả.
Và đây mọi người ơi, đây nhá, hãy cầm dây ra này, vắt chéo lại với nhau này. Mọi người hãy để cái bản dây ra nó như này nhá. Và mọi người vắt cái dây ở trong, ở ngoài vào trong, thít lại. Thì như vậy thì sẽ như nào, cái bản dây ra của mình ý, sau khi mà thắt ý, thì nó cũng không có bị nhăn. Nó vẫn là kiểu, nó vẫn là một cái đường thắt rất là phẳng ý. Và gì nữa, khi mà mọi người thắt cái dây ra này ý, thắt cái dây ra kiểu này ý, là đang là cái dáng đẹp nhất của dây ra. Mọi người đừng thắt hai vòng rồi nhá, nó không ra gì đâu ạ. Đây nếu mà thắt hai vòng thì sẽ rất là xấu. Nên nhưng mà nếu mà các bác thắt không đúng cách ấy, thì nó đây thắt hai vòng mà nó rất là xấu. Nhưng mà nếu các bác thắt không đúng cách ấy, thì nó sẽ bị tuột. Còn nếu mà các bác thắt theo cái cách này của Linh thì nó sẽ không bị tuột đai đâu mọi người ơi. Mọi người ơi, váy của Linh đang mặc là K8 và giá của nó là 320 tại livestream nhá. Sale từ 380 xuống còn 320. Mọi người hãy nhớ là phải tương tác với bếp để được mua hàng với giá sale nhá. Bởi vì Linh chỉ bán hàng cho những khách hàng có đủ tương tác thôi ạ. Bộ này suông được không hay vải đai? Mọi người ơi, suông mặc thoải mái, suông mặc còn đẹp cơ. Nói chung là nó ra hai cái phong cách khác nhau ấy. Và mọi người Linh khuyên đến các bác nào mà có cái phần bắp tay to ấy nên diện cái váy này, bởi sao ạ? Bởi vì nó là cái phần voan rất là rộng ở ngoài, và thứ hai là cái mọi người lưu ý nhá, là khi mà những cái sản phẩm áo hay váy nào ấy ạ, còn nó có phần vai trơn ra ngoài này là nó sẽ thu gọn cái bắp tay cũng như là cái phần vai của các bác ạ. Bởi vì nó là cái hiệu ứng bắp nhỏ ấy, với cả nó còn có phần sọc kẻ ở đây nữa nên là nó sẽ giúp cho thân hình các bác cao hơn ấy ạ. Mọi người ơi, Linh sẽ like giày vào cuối livestream nhé, bởi vì thực ra là giày thì nhà sĩ chắc không thể sale được, bởi vì thực ra là bọn em chỉ sản xuất quần áo chứ không có sản xuất giày, giày cũng chỉ là nhập thôi nên là không sale cho mọi người, nếu không sale cho mọi người được nha mọi người. Nên là giày thì Linh ít khi lên like ấy. Mọi người hãy cố gắng đợi đến cuối livestream nha. Em đang tưởng tượng là bác ghi bình luận của hết bác nọ đến bác kia xong rồi đến bình luận của bác ẩn đâm xóa. Mọi người ơi, váy này là có đủ size ML nhá. Váy này có đủ size ML lên là cân nặng tối đa vừa mẫu này của Linh là 65kg lận cơ. Bởi vì những cái form mà tôn dáng như này thực ra là nó hơi có bóp ở vòng eo. Thì những cái form tôn dáng như này thì Linh luôn luôn là làm đủ size cho các bác nha mọi người ơi. Trời ơi, em thấy hôm nay mẫu nào lên cũng nổ tung té. Sướng quá. Bây giờ nhỏ ước gì ấy, xong rồi ấy, kiểu mình như là lên mỗi mẫu ấy thì đều được chốt được khoảng 100 đơn ấy, xong rồi lên một like chốt được khoảng 1.200 đơn thôi nhở. Xong rồi Linh làm đúng 3 ngày không về nghỉ ăn Tết. Mọi người ơi, 60kg size M nên mọi người có thể chốt size vào ngày mai. Còn bây giờ thì mọi người chỉ cần chốt cho Linh là mã sản phẩm cộng số điện thoại nhá. Đấy, hôm nay Linh hứa mọi người là lên toàn hot hết rồi mà. Mọi người, Linh mặc CS, Linh là 1m60, 47kg nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K8. Dạ. Mọi người ơi, sau K8. Sau K8 là một siêu phẩm K9, là một cái siêu phẩm mà mình mới up hình khá là gần trên cái bài viết ở trên fanpage gần đây mọi người nhá. Và ở trên livestream luôn là mức giá mà mọi người không cần quan tâm ở cửa hàng bán là bao nhiêu. Bởi vì giá ở trên livestream là mức giá sẽ chỉ có ở trên livestream thôi mọi người nhá. Đây là một siêu phẩm mới đăng hình ở trên fanpage, một trong những bài gần nhất mọi người ạ. Và nhận được lượt tương tác rất là tốt luôn á. Bây giờ Linh sẽ qua K9 mọi người nhá. Mẫu Linh đang mặc là K8 sale còn 320 mọi người ơi. Với các mức giá của hàng thiết kế mà 320.000 gần như là chỉ ngang mức giá tiền công của mọi người khi mình đi may ở bên ngoài đó mọi người ạ. Mọi người nhìn bất cứ Linh đáng yêu, tóc mắt thì xù ấy. Bây giờ Linh sẽ lên một siêu tầm. Facebook bác Thu khó tìm quá. Mọi người ơi, mình có ghi một cái bình luận là Thu Bùi kia. Các bác cứ kết bạn với em và cứ kiện cáo với em nhá. Nhưng thực ra thì cái Facebook em cũng thường xuyên tích check nó hơi chậm. Bây giờ lên một siêu phẩm mang tên K9 đó mọi người ơi. Váy đen Linh không lên lại mã nào hay là trên một livestream ạ? Và đi rồi chị ạ. Mọi người ơi, bác Thu không có cho nhìn. Linh còn như này không vào. Đấy. Bác phải đi làm xem nhân mới đúng. Em đứng. Hay là bác đi làm xem nhân giải cứu thế giới đi. Em lấy K9 đi. Mọi người ơi, lên một siêu phẩm mang tên K9 nhá. Cứ đứng đây. Mọi người ơi, một siêu phẩm mang tên K9 nhá. Lượt view cảm ơn mọi người là rất nhiều các bác đón chờ những sản phẩm nhà sách với giá yêu thương đúng không ạ? Bây giờ em sẽ lên. Mọi người ơi, đai nhà em là đai thần thánh, đai làm lên tên tuổi. Đai là một trong những sản phẩm đã làm lên tên tuổi của CS ngày hôm nay mọi người ạ. Và bây giờ là một siêu phẩm mang tên K9, đó là một siêu phẩm mà khi mà em up bài cách đây khoảng tầm 2 hôm là gần như đã nổ đơn rồi.
Và ngày hôm nay với các khách hàng thân yêu ở trên cái kênh livestream sẽ được mua với mức giá vô cùng yêu thương mọi người nhé. K9 đẹp, đẹp vô bờ bến mọi người ạ. Đây nè mọi người ơi, có phần tay được phối van nhá. Phần tay được phối van này và cổ là cổ tàu nha mọi người. Thắt đây ra cho mọi người. Mọi người ơi, tại sao đây là một thiết kế cổ tàu nhưng nó sẽ là cổ tàu mở V mọi người nhá. Các cái thiết kế cổ tàu mở V nó rất là thoáng nên là mọi người mặc sẽ không bị bí mọi người ạ. Nhưng cái cổ tàu thông thường mình mặc nó sẽ bị khít cổ ấy, nhưng em cổ tàu mở V này thì rất là xinh luôn. Em này hôm nay ở trên livestream em bán với giá tương tác là 320.000 mọi người nhá. Sẽ có đủ size ML cho các tình yêu từ 70 cân đổ lại cho em nhá. Mọi người ơi, mã váy này ạ là cái form của size L nó khá là to nên là các bác tim bố của em vẫn có thể bón trên được nhá mọi người. Dáng tay là dáng tay bông nha mọi người, nhìn kiểu công chúa ấy, thắt đai dài xí siêu phẩm luôn. Và đây là K9 nha mọi người, đây mọi người sâu cái phần tay và chất van của nó đi ạ. Van này là van sần nha mọi người ơi. Đây nhá, còn vài đây chất này là chất mũi lụa, chất cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Và mã này ạ là K9 và giá của nó tại livestream là các bác ơi ghi bình luận hộ em với. Đây nhá. Mã của nó sẽ là K9 và giá của nó tại livestream là sale từ 380 xuống còn 320 nha. Ai lấy mã này comment nó link là K9 kèm số điện thoại nha. Có cộng không? K9 mà em, K8. Đây là K9 nha mọi người ơi. K9 nhá, mọi người hãy comment thật là nhanh nhá. Bởi vì thực ra thì những cái mẫu này ấy, kiểu như là đã đăng ở trước ở trên Facebook rồi. Và hôm nay hàng chỉ phải thêm một xíu thôi nên là hàng không có nhiều. Nên là mọi người hãy tranh thủ để mua nhá. Bởi vì nếu mà các bác comment chậm ấy ạ thì Linh sẽ chốt theo thứ tự trên ở dưới ấy. Nên là nếu như mà các bác nào chậm tay thì sẽ là bị không mua được áo đâu. Mọi người ơi, điểm nhấn của em này đó là phần vai giáp lăng mọi người nhá. Với các thiết kế phần giáp lăng như thế này thì khi mà mình mặc ấy, nó sẽ che hoàn toàn những bờ vai gọi là thô và to. Đó, nên là với lại phần van vừa phải mọi người, che hoàn toàn. Em áo này hoàn toàn che được các nhược điểm của phần trên mọi người nhá. Nhược điểm từ phần 2 đổ lên là với em này hoàn toàn che được luôn mọi người nhá. Giá em này mọi người qua cửa hàng thì vẫn biết là 380, nhưng với giá ở tương tác, giá những khách hàng nào đã chia sẻ cái livestream này chỉ cần 3 lần mọi người nhá. Chỉ cần 3 lần thôi, sau đấy qua đó chốt đơn thì giá của em ấy ngày hôm nay sẽ là 320.000 nhá. Mọi người đừng quên là phải chia sẻ 3 lần sau khi mà comment cho đặt mua sản phẩm nữa, bởi vì đấy là cái cách thức để mà mọi người tự chốt đơn hàng cho mình đấy ạ. Hôm nay mấy chị em đọc mã hiệu hết ca ca. Đây Linh sẽ bỏ đai ra cho mọi người xem cái form váy nhá. Form váy của nó là form váy suông các bác ạ. Nhưng mà size L của Linh ý là cân nặng tối đa là 70kg vẫn mặc được cơ. Nên là các bác tìm mũ qua đây bon chen cho em hết mẫu này nhá. Cực kỳ xinh luôn. K9 kèm số điện thoại nha mọi người. Ôi trời ơi, hôm nay Linh lên toàn mẫu hot đúng không? Toàn bùng nổ luôn ý. Nhưng mà pin yếu 10% bác ơi. Em nghĩ là do dây hơn ấy. Bởi vì cái củ đấy khó hỏng lắm. Hello everybody. Mọi người ơi, đai da nhá, đai da của Linh là 150 nhá. Đai da của Linh là 150 và Linh cam đoan là cái chất đai da và cái form dáng đai da của Linh là hoàn toàn chuẩn, 100 bản giống nhau cả 100 bản nhá. Và giá của Linh là bán được rẻ nhất trên thị trường nhá. Cam đoan là không có ai bán rẻ hơn luôn. Chỉ có những người, có thể là người ta cũng bán bằng giá của nhà TikTok thôi, nhưng mà không có ở đâu bán rẻ hơn nhá. Mọi người, đây là K9 nhá. K8 còn mọi người ơi. Đây là K9 nhá. Và mọi người hãy chốt mã sản phẩm này là K9 kèm số điện thoại. Mọi người lưu ý là K và số điện thoại ở trên cùng một dòng nhá. Còn K8 mọi người có thể tiếp tục chốt K8 nên những mẫu nào còn thì Linh sẽ bảo còn, hầu như là qua mã thì là hết hàng mọi người ạ. Chỉ có K8 là còn thôi. Ai lấy K8 comment K8 nhé. Còn ai lấy váy của Linh đang mặc comment là K9 nhé mọi người. Phần tay phối van này rất là xinh luôn. Phần tay bông kiểu bông công chúa ấy. Đây này, phần tay này thì rất là đẹp. Mọi người ơi, mỗi comment đặt mua hàng của mọi người ạ, chỉ comment một lần cho Linh thôi nhá. Mọi người đừng comment hai lần nữa, bởi vì chốt đơn là một hệ thống ý. Khi mà các bác comment xong là hệ thống, và sau khi chia sẻ thì hệ thống mới tự lưu lại đơn của mọi người rồi. Còn nếu mọi người comment hai lần thì hệ thống sẽ lưu thành hai đơn nha mọi người ơi. K8 là 320, K9 cũng là 320, mọi người đều được sale từ 380 xuống còn 320 nhá. Mọi người ơi, mọi người lưu ý là toàn bộ sản phẩm nhà Sichat đều có mark My Sichat mọi người nhá.
Mark My thì chỉ là một chiếc mark đơn giản thôi, nhưng nó tạo ra giá trị rất nhiều cho sản phẩm mà mọi người muốn mua. Ai hỏi mọi người mua một sản phẩm ở đâu, mọi người chỉ cần nói là SinChat thì có rất nhiều người đã biết đúng không ạ? Và mọi người ơi, hôm trước em thấy có một đấy là Linh chơi trò chơi là kiểu như là tìm ra khách hàng kiểu có feedback chất nhất đi. Thế là có bác feedback cho SinChat này, thế là bác ấy được quà luôn. Bác ấy feedback là mua đồ của nhà SinChat váy 380 sau khi mặc 2 lần thì thanh lý được 500. Thế là bác ấy được quà luôn mọi người ạ. K9 có đủ size mọi người ơi. K9 có đủ size SML nữa cả. K9 và K8 đều có đủ size SML. Nhưng mà K8 là giới hạn cân nặng là 65kg. Còn K9 ý ạ, là giới hạn cân nặng là 70kg nữa mọi người. Rất là xinh luôn. Thật đây ra vào siêu phẩm nhá. Đây đây ra này mọi người ơi. Cái form đây ra thì khi mọi người đứng lên ngồi xuống ấy, thì cái chất đây ra nó không hề bị nhăn. Nó vẫn rất là đẹp. Mọi người ơi, 1 phút cuối cùng nhá, cho mọi người chốt K9 nhá. Một phút cuối cùng cho mọi người chốt K9 và mọi người luôn luôn nhớ một điều đặc biệt ở trong livestream của Linh là Linh sẽ không bao giờ dơ lại sản phẩm cũng như là lên lại sản phẩm bất kỳ một lần nào trong livestream nhé mọi người. Tức là khi mà Linh qua mã ấy ạ, mọi người còn nhớ được mã nào thì mọi người đặt, còn nếu mà không ấy thì là Linh sẽ không bao giờ lên lại hay là dơ lại đâu nha mọi người ơi. Ai lấy K9 comment K9 kèm số điện thoại, còn ai lấy K9 cộng đai da comment K9 cộng đai da kèm số điện thoại cho Linh nha. Đai da của Linh là 150 mọi người ơi, bán giá rẻ nhất thị trường luôn ạ, cam kết. Mẫu cao 1m60 mọi người ạ. Váy qua gối đi nàng. Ok mọi người. À đây, sau đây thì Linh sẽ lên một mã váy siêu phẩm qua gối nhá. Siêu hot luôn mọi người ơi. Bác ơi, K9 này là 320 nhá. 380 siêu còn 320 nha mọi người ơi. Ok, 30 giây cuối cùng mọi người chốt K9 nhá. 30 giây cuối cùng nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này. Em đảm bảo với các bác nhá, là khi mà mọi người nhận hàng của nhà SinChat ấy ạ, mọi người bảo là tại sao trên livestream không thể lột tả được hết những cái vẻ đẹp của váy áo nhà SinChat. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tất cả chúng ta những cái gì mà chúng ta nhìn thấy đấy ạ, nó chỉ qua một cái màn hình điện thoại đúng không ạ? Qua một cái camera thôi thì làm sao mà chúng ta có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp khi mà tay bắt nhìn đúng không ạ? Nên là Linh đảm bảo với mọi người luôn là hàng ở ngoài luôn luôn đẹp hơn hàng trong live nha mọi người. Đảm bảo mọi người điều đó. Và mọi người ơi, bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng để mọi người cho em K9 nhá. 10, 9, 8, 7, 6, K9 là đủ size SML, 70kg vừa nha bác. 5, 4, 3, 2, 1. Hay hay, hay hay. Người định nhìn cho phong cách của nhà SinChat hôm nay. Các bác có muốn biết là bác Thu đang đi dép gì không ạ? Váy là chất đũi lụa phối vào cả voi nên các bác, chất của nhà SinChat thì cực kỳ đẹp nên các bác không phải có lo về chất đâu ạ. Mọi người hãy nhớ là comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng mã link nhá. Không thì mọi người đang comment sai cú pháp để không được xuất hàng đâu ạ. Mọi người ơi, váy K9 là 320 nhá, liên quan mẫu đây ạ. Mọi người. Người ơi, bây giờ mình sẽ chơi game một xíu với siêu phẩm này. Siêu phẩm K10 này thì em sẽ dành tặng một chiếc K10 này cho bác nào. Cho bác nào đoán đúng một cái game ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ chơi game mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ chơi game tặng đồ mọi người ơi. Quà tặng ngày hôm nay là một siêu phẩm váy mà Linh sẽ mặc ở đây với mã là K10. Và điều kiện ơi, để mọi người tham gia cái mini game này giúp em sẽ random nhá. Sẽ random cái bình luận cái chương trình này. Đây này, mini game đây có này. Đây, cho mọi người xem luôn. Đây này, ấn vào đây phát xong là ấn vào mini game chơi. Mọi người ơi, mọi người thể lệ tham gia mini game này đó là mọi người phải chia sẻ 5 lần nhá. Mình không tính những cái chia sẻ mà mình đã chia sẻ để mua hàng và đã tương tác, mà thể lệ tham gia mini game này là thể lệ tham gia mini game để nhận quà. Vì thế những ai điều kiện là mọi người chia sẻ cho em 5 lần, 2 lần lên trang cá nhân và 3 lần lên hội nhóm. Sau đấy vào đây comment cho mình là hai số cuối của tờ tiền này, hai số cuối kèm theo số điện thoại mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là đi chia sẻ livestream này 5 lần nhá. 3 lần trên Facebook cá nhân và 3 lần trên các hội nhóm và 2 lần trên Facebook cá nhân nhá. Sau đó thì mọi người hãy
comment cho em dự đoán hai số cuối cùng của tờ series này và đây sẽ là phần quà của mọi người ngày hôm nay nhá. Mọi người thấy thế nào ạ? Quá đẹp luôn mọi người ơi, siêu phẩm trong mùa thu đông năm nay nhá. Quá đẹp luôn ý, ui trời trời. Mọi người ơi, mọi người hãy comment ở đây cho Linh mã sản phẩm. À đâu, số dự đoán cộng đã chia sẻ nhá. Đã chia sẻ mọi người có thể viết tắt là đờ 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 na. Đờ cơ sở đó mọi người ơi. Mọi người hãy comment ở đây cho Linh với cú pháp là số dự đoán cộng đã chia sẻ nhá, có thể viết tắt nhá mọi người ơi. Nhớ là chia sẻ 5 lần nhá. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ 5 lần nhá, bởi vì sau khi mà tìm ra được người dự đoán đúng ấy, thì Linh sẽ check cái lượt, check tất cả những cái lượt chia sẻ của mọi người, bởi có hệ thống ở đây rồi. Đấy, cái bùm 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 bùm. Mọi người ơi. Dạ. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là em Xuân Lai vẫn đẳng cấp nhất, nhìn đồ của chị chát chất lùng. Mọi người ơi, Xuân là ai đấy ạ? Xuân là ai vậy ạ? Mọi người ơi, đây nhá. Đây là 39 nhá. Đây là 39. Chết rồi em. Em đọc xuống xem đi nữa. Nhầm. Khác ha. Em đọc luôn số series cho mọi người. Bạn ngô ngô về thời cơ đấy. Mọi người ơi, Linh đã đổi tờ tiền nhá và bắt đầu Linh đọc loại những cái đáp án của các bác này. Vâng đúng rồi, sau khi mà đủ làm đủ các bước là chia sẻ đủ 5 lần đó Linh ấy, 3 lần trên các hội nhóm và 5 lần à 2 lần Facebook cá nhân thì mọi người có thể dự đoán không giới hạn số lần dự đoán nhá. Mọi miễn là đúng và mọi người hãy nhớ là comment số dự đoán cộng đã chia sẻ nhá. Cộng đã chia sẻ nhá mọi người ơi. Mọi người ơi, loại bỏ tờ tiền vừa nãy bởi lỡ mồm mình nói ra thôi. Linh không hiểu tại sao mình lại có thể nói như thế. mọi người ơi, 14 không phải nhá. 14 không phải và 56 không phải ạ. Mọi người ơi, 39 là cái số mà Linh đã lỡ mồm đọc ra ấy. Chứ lúc ấy thì Linh chưa có coi comment của mọi người nên là mọi người thông cảm nhá. Ok. 26 không phải, 23 không phải, 54 không phải, 17 không phải này. 47 không phải nhá. Mọi người ơi, 39 là số Linh đã lỡ mồm đọc ra rồi. Mọi người hãy loại bỏ cái đáp án này đi, bởi vì đấy không bao giờ là đáp án đúng nữa nhá. Không phải tại sao đấy, các bác cười em rồi. Mọi người ơi đừng cười, bởi vì thực ra là Linh chỉ bị lỡ mồm thôi mà. 02 không phải, 55 không phải nha mọi người ơi. Lên 700 view bắt đầu gợi ý nhá, bắt đầu gợi ý nhá. Đây này, phần quà hôm nay này. Đây, thế đẹp không? Mặc được rất là nhiều kiểu nha mọi người. 59 không phải, 21 không phải, 85 không phải nhá. Mọi người view đang giảm và nếu mà như thế thì Linh sẽ không thể gợi ý được cho mọi người đâu ạ. Mọi người hãy nhớ là làm đúng thể lệ của cuộc thi, đó chính là đi chia sẻ 5 lần cái livestream này cho Linh, 2 lần trên Facebook cá nhân và 5 lần 3 lần trên các hội nhóm ấy để rồi view giảm. Trời ơi, tôi sẽ nếu mà view còn giảm nữa là em sẽ không tặng váy ở đâu ạ. 19 không phải, 20 không phải, 78 không phải, 21 không phải này. Không phải luôn nha mọi người ơi, phần quà của chúng ta ngày hôm nay đây nhá, có thể là các bác thích mua hàng luôn he. 02 không phải, 47 không phải ạ. 86 không phải ạ. 46 không phải ạ. Tại sao view của em lại giảm? Trong khi em đang tặng quà mà mọi người. Hay mọi người đợi nổ giá để mua cho nhanh ạ? Mọi người ơi, mọi người hãy bây giờ mà thôi. Em nghĩ là chơi trò đi, bởi các bác mất công đoán rồi thì bây giờ mình sẽ gợi ý đi ha. Em sẽ gợi ý cho các bác nhé, đây là dưới 50 và là số chẵn nhá. Dưới 50 và là số chẵn nhá mọi người ơi. Bởi vì các bác đã mất công đoán rồi thì sẽ tiếp tục cái trò chơi này. Là dưới 50 và là số chẵn nhá, 31 không phải này, 76 không phải. Dưới 50 và là số chẵn nhá mọi người. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ 5 lần ý. Nếu như mà lát nữa Linh thấy có người dự đoán đúng mà khi mà check ra là chưa chia sẻ thì Linh sẽ hủy phần quà nhá. Hủy phần quà và quay random. 34 không phải nhá, 30 không phải ạ, dưới 50 và là số chẵn nha mọi người ơi. Số rất là đẹp là số đứng ở phía sau, còn số đằng trước thì là một số lẻ. Đấy. Ok, Linh đã thấy có bác dự đoán đúng rồi. Bác Hoa Phương ơi ạ, bác Hoa Phương có đang ở trong livestream không? Linh sẽ ghim comment để cho mọi người biết nhá.
cái tờ sale của Linh đang cầm là 38 nhá mọi người ơi, 38 nhá. Đây mọi người thấy rõ không ạ? Bây giờ thì Linh sẽ check cái lượt chia sẻ của bác Hoa Phương nhá, để tặng cái máy này cho bác ạ. Mọi người ơi, đây Linh đã tìm ra được chủ nhân của người đã trúng cái máy này rồi nha, nên là Linh sẽ đợi một chút để Linh sẽ kiểm tra cái lượt chia sẻ của bác ấy đã. Em ghi bình luận mà anh. Bác Hoa Phương ơi, bác Hoa Phương còn đang coi livestream không ạ? Mọi người không kiện cáo nữa, bởi vì Linh cam đoan của mọi người là Linh muốn nhanh nhất để tìm ra cái người để mà tặng quà, để Linh còn tặng quà xong để còn tiếp tục bán hàng. Nên là Linh sẽ đọc ngay comment đầu tiên mà Linh nhìn thấy nhé, chứ Linh không cố kéo dài thời gian livestream đâu. Nên là Linh cam kết với mọi người luôn là Linh sẽ đọc cái comment đầu tiên mà Linh nhìn thấy. Nó có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nha các bác. Đường truyền mạng là cái thứ nhất này, và cái tương tác tại livestream là cái thứ hai nhá. Hai lần thôi cả nhân. Bác ơi, bác có Hoa Phương còn đang coi livestream của Linh không ạ? Bác Hoa Phương còn đang coi livestream của Linh ạ. Đây nhá. Đây bác Hoa Phương này. Hiện tại thì bác đã chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân này, và bác chụp ảnh cho Linh 5 lần trên các hội nhóm nhá, để nhận phần quà của nhà chị chat nữa. Sau đó bác inbox cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây bác Kiều Cao cũng là một trong những khách hàng đã nhận được like, đã nhận được quà của nhà chị chat đây. Bác Kiều Cao cũng là một trong những khách hàng đã trúng game lần trước đúng không ạ? Mọi người ơi, nhà chị chat bán sản phẩm thật, tặng quà thật. Đây là mọi người tham gia mini game hoàn toàn yên tâm mọi người nhá. Một sản phẩm không thể để làm mất niềm tin của khách hàng được đúng không ạ? Nên là mọi người ơi, những cái mini game nhà sẽ rất ít khi là tặng quà, nhưng đã tặng quà là tặng thật đấy, mọi người yên tâm nhá. Vui quá. Bây giờ là siêu phẩm mà Linh đang mặc mọi người nhá. Linh sẽ công bố giá. Mọi người ơi, sẽ công bố giá của em này luôn nhá. Em là 450 đúng không bác? 450 sale còn 299 cho 20 người đầu tiên nhá. Linh chỉ chốt cho đúng 20 người đầu tiên thôi ạ. Và từ người thứ 21 lấy thì chốt nguyên giá là 450 nhá mọi người ơi. Đây nhá. Mọi người xem form váy giúp Linh đi ạ. Rất là đẹp luôn đúng không? Đây nhá, đây là form váy gì nhá? Đây là tên váy ạ. Possible nhá mọi người ơi. Mọi người ai lấy mã này comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nhá. Đây là K10 nhá mọi người ơi. Đây là K10 nhá. Ai lấy mã này comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại. Mọi người lưu ý là mã sản phẩm và số điện thoại phải trên cùng một dòng nhá. Và mọi người ơi, Linh hiển chốt cho 20 người đầu tiên với giá 299 thôi, nên mọi người comment nhanh nhá. Từ người 21 là sẽ chốt luôn giá đấy ạ. Ok. Hello tất cả mọi người. Ôi, em thấy ở đây toàn những cái tên quen thuộc ấy, nhìn ai cũng quen. Chắc ngày nào các bác cũng đợi em. Hôm qua bao nhiêu người nhắn tin cho em, Linh ơi hôm nay cũng có like không? Chả ai nhắn tin cho bác à? Sao mọi người không nhắn tin cho bác hỏi mà hỏi em? Tại vì em nghĩ là mọi người sẽ không nhận ra avatar của bác. À, bác để avatar khác rồi, phải tóc áo đỏ luôn nhở? K10 450 mọi người nhá. Mọi người ơi, nếu sau livestream này mà mọi người đặt lại thì với giá của nó sẽ là 450 mọi người ơi. Một thiết kế 2 lớp với rất nhiều phụ kiện đi kèm mọi người ơi. 299 là mức giá tương tác thôi mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người có thể mặc sang cái dáng váy này nhá. Nè. Mọi người có thể mặc sang dáng váy này cho Linh nhá. Đây là K10 nha mọi người ơi. Em bán sale cho 20 người comment đầu tiên nhá. Facebook của Linh là Trương Thùy Linh. Linh nghĩ là nếu mà mọi người tìm Facebook của em ấy, mọi người đánh Trương Thùy Linh sẽ ra đăng ngay đầu tiên ấy. Dạ. Bác Thu ơi đổi mẫu đi, em Linh này nói chuyện nhiều khi vô duyên lắm ấy. Bác ơi, em nghĩ là sau khi mà bác comment câu đấy thì em cũng nghĩ là bác nên đi thi chương trình Duyên dáng Việt Nam bác ạ. Duyên dáng Việt Nam 2018. Em sẽ đề xuất lên nhà nước Việt Nam mở một chương trình cho bác để bác thi. K10, ok mọi người ơi, K10 nhá. Đây là K10 nha mọi người ơi. Hello tất cả mọi người. Trời ơi, bây giờ còn chào ạ. Mọi người ơi, đây là K10 và giá của nó là 299k cho 20 người đầu tiên nhá. 20 người đầu tiên. Và từ người 21 là gì? Chốt giá không sale nha mọi người ơi.
Mọi người ơi, comment nhanh nhá, bởi vì Linh thấy là đã gần đủ 20 người rồi đấy ạ. Chưa được một size bé đâu các bạn. Linh ơi, chút mình lấy hai cái bên. Bác ơi, bác chi chip ơi, bác inbox cho em nhá, bởi vì những cái trường hợp này là Linh không có giải quyết trên livestream ạ. Chị ơi, lai mộ áo trắng phát đen chưa ạ? Áo trắng phát đen là áo nào? Lịch vai hot hit ạ? Là mẫu nào ta? Mọi người ơi, xin chắc không có bút chì ạ. Sao em không nhớ được nhỉ? Đây là K10 nha mọi người, Linh chốt cho đúng 5 người cuối cùng nhá, rồi Linh sẽ qua mãi nha mọi người ơi. Váy đi tiệc ạ? Mẫu mặc 1m6344 kg, mặc vừa không? Bác ơi, mặc như siêu mẫu luôn, người đẹp quá. Chị Lai đi cho em đặt với ạ. Mọi người ơi, cái mẫu áo đen trắng lệch vai đấy. À, hết hàng rồi mọi người ơi, hết hàng rồi nhá. Đây, Linh sẽ thử đây ra cho mọi người xem nhá. Thắt thử đây ra cho mọi người xem nhá. Thắt thử đây ra mọi người xem mẫu này này. Sau đó thì Linh sẽ qua mẫu luôn nhá. Mọi người ơi, Linh không có thiên vị đâu ạ. Mọi người không kiện cáo nữa, bởi vì sao ạ? Bởi vì thực ra là Linh nhìn thấy ai thì đọc trước đầu tiên, bởi vì Linh cũng muốn là cái chương trình mini game nó chỉ kéo dài trong khoảng 2 phút thôi. Đây nha mọi người, ai lấy mã này comment là K10 kèm số điện thoại nhá. Bây giờ thì Linh sẽ qua mã nhá. Linh có bán đai, đai ra là 150.000 nha mọi người. Đai ra là 150.000. Và Linh cam kết luôn là giá sản phẩm của Linh là rẻ nhất tại thị trường nhá. Không có hàng nào bán rẻ hơn đâu ạ. K10 63kg có vừa bác ơi, 63kg có vừa cho Linh nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K10 kèm số điện thoại nha. Bắt đầu đếm ngược 5 giây cuối cùng nhá. Chỉ chốt 5 giây nữa thôi. Bởi vì 10 giây nữa không có hàng nữa. Em nghĩ là đã hết 20 người rồi nên là cố chân trước cho các bác 5 giây nữa nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Mọi người ơi, Linh luôn luôn bảo là mọi người Linh sẽ nhìn thấy ai đầu tiên ấy ạ, thì Linh sẽ đọc lên cái tên của người đấy. Linh sẽ đọc lên cái tên của người đấy chứ không chứ Linh không có thiên vị ai đâu ạ. Bởi vì các bác ở đây như nhau, em đều yêu quý tất cả mọi người, sao lại liên vị được ạ? Em cảm ơn mọi người nhá, trời ơi. Cảm ơn tất cả mọi người. Linh cảm giác được bao bọc tại cái livestream này, bởi vì bất kỳ một ai nói gì là mọi người sẽ nhảy vào bảo vệ. Em cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ Linh nha mọi người ơi. Quá khứ ngọt ngào, quên số điện thoại của Linh rồi ạ. Đâu lên mã nào ạ? Bác ơi. Mọi người ơi, Linh sẽ lên một mã đi tiệc cho các bác nhá. Mã này siêu đẹp luôn. Chất. Chất. Mọi người ơi, mọi người thông cảm là trong một cái livestream mà gần khoảng 800 người đang xem ấy, thì khi mọi người comment nó sẽ cùng đổ về một lúc mọi người ạ. Vì thế nên là yếu tố may mắn trong các chương trình mini game là một yếu tố vô cùng quan trọng mọi người nhá. Nên là mọi người không có kiện cáo, bất cứ một khách hàng nào cũng đều là khách hàng của Gà Thích Chát mọi người ạ. Nên là thực ra phần quà đó tặng cho ai là may mắn nhất thôi ạ. Áo khoác vật ra hiện tại bên em vẫn đang nợ đơn bác Hương Lam ơi. Bây giờ thì Linh sẽ lên một váy đi tiệc mọi người nhá. Và em đấy thì trên livestream ngày hôm nay em cũng sẽ sale. Mọi người ơi, em vẫn sẽ sale em đấy trên livestream ngày hôm nay. Nên là các bác ơi tranh thủ nhá. Em này sẽ sale với mức giá chưa từng được sale luôn. Và em chỉ chốt cho 10 bác thôi nhá. Mẫu này em chỉ chốt cho 10 người thôi. Em này không cần quan tâm giá ở cửa hàng mọi người, bởi vì giá của cửa hàng rất là cao. Nhưng giá ở trên livestream ngày hôm nay em sale em này sẽ chỉ còn là 320.000 mọi người nhá. Chưa từng sale em này luôn mọi người ơi, bởi vì thực ra ấy, cái mẫu này của nhà Linh ấy là hôm nào like đều hết tất cả các mẫu, kể cả là Linh có lên nguyên giá mà giá của em này thì rất là cao. Nên là mọi người ơi, mọi người Linh ơi, dạ em đây bác ơi. Mọi người ơi, bởi vì giá của em này rất là cao nên là rất là hiếm khi mà Linh sale mã này, bởi vì thực ra là bán nguyên giá còn không hàng để bán ý. Hôm nay thì em nó mới về thêm nè mọi người, sau bao nhiêu hết hàng nhá. Like một hôm thôi là đã không có hàng để bán rồi. Nên là những cái mẫu mà đẹp và chất lượng như này mà được sale ấy, thì em nghĩ là các bác đang là những người rất là may mắn khi mà coi cái livestream này. Nên là mọi người đừng để tuột mất cái cơ hội của mình nhá.
đừng để tuột mất cái cơ hội của mình để săn những cái đồ đẹp và giá rẻ nha mọi người. Em này là K11 nhá. Em này là K11 và là Free Size nhá, cực kỳ xinh luôn nha mọi người ơi. Có một bên là nó là kiểu thiết kế lệch ý, một bên là trễ vai này và một bên là cộc tay, nó rất là xinh luôn. Khi mà mọi người mặc cái váy này đến một bữa tiệc thì em đảm bảo luôn mọi người rất là nổi bật. Bởi sao ạ? Bởi vì nó luôn luôn đảm bảo yếu tố chất. Mà trong yếu tố chất thì không bao giờ có yếu tố hở hang nha mọi người. Nó rất là kín đáo nhưng mà làm sao ạ? Vẫn tạo cho chúng ta một cái sự nổi bật nhất định trong một đám đông nhá. Và em đảm bảo với các bác là khi mà các bác mặc cái váy này này thì sẽ rất là nhiều người hỏi các bác là mua váy này ở đâu. Mọi người lưu ý là Linh chốt đơn hàng bằng hệ thống nhé, nên là nếu mà các bác có dồn đơn nhá thì các bác cũng cho Linh số điện thoại nha. Hello, ai đang bật tin cho Linh đâu? Áo vào giờ tuần sau mới về. Mọi người ơi, áo vào hôm nay Linh về hàng rồi nhưng mà cũng không biết là còn hàng không sau cái buổi livestream này ạ. Mọi người ơi, nếu mà thấy Linh like mẫu nào ấy ạ, thực ra là bởi vì Linh không biết là bao giờ hàng sẽ về, bởi vì đấy là do xưởng sản xuất ấy. Nên là nếu mà các bác thấy Linh like mẫu nào ấy ạ, thì mà thấy cái mẫu đó mà kiểu các bác đang đợi thì các bác đặt luôn nhá. Bởi vì Linh không có Linh không có, thực ra là Linh không thể giải quyết được cái kiện cáo này, là nếu mà bảo hàng tuần sau đã về mà hôm nay về rồi là sao. Mọi người ơi, bầu thì không mặc được cho Linh mẫu này, bởi mẫu này khá là old form. Đây rất là đẹp, rất là xinh luôn. Nó có thiết kế đổ vạt một bên ấy, đổ vạt một bên xong rồi một bên là hở vai này, còn một bên là cộc tay nhá. Bao nhiêu ký vừa em mọi người, mẫu này là free size nhưng mà nó là cái form body khá là tôn dáng, nên là chỉ phục vụ chị em nào dưới 60 ký thôi nha mọi người ơi. 1m75 bị ngắn không ạ? 1m75 Linh nghĩ là nó sẽ mặc đến đây. Đây. Cậu là hết hàng rồi anh ơi. Mọi người ơi, hết hàng rồi. Mọi người ơi, mẫu này em đã hết hàng nhá. Bây giờ em sẽ qua một mẫu siêu phẩm. Tiếp theo là một siêu phẩm lần đầu tiên được giảm giá ở trên livestream mọi người nhá. Hiện tại thì xin nhắc có hai cơ sở là số 39 ngõ 10 Tô Thất Tùng Hà Nội và số 26 ngõ 4 phố Hoa Lư mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người vẫn theo dõi cả livestream của nhà Siết và vẫn biết rằng với mỗi một sản phẩm của nhà Siết khi đã lên live là gần như sẽ bị hết hàng ngay sau cái livestream này mọi người nhá. Hàng luôn phải bù hàng liên tục ạ. Mọi người ơi, Linh cũng có cái váy này mặc rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mặc đi tiệc hay là mặc đi chơi hay mặc đi dạo phố đều được. Linh ơi, không liên thiên nữa, qua ngay, qua mẫu ngay. Một siêu phẩm mang tên là K12 các bác ơi. Mọi người cào sẵn cú pháp là K12 kèm số điện thoại nhá. Bạn áo cưới Đan Phượng ơi, mẫu đấy nhà mình là free size và nguyên form. Tất cả những hàng mà Siết đã lên mẫu ở trên hình thì Linh mặc như thế nào thì mọi người sẽ nhận sản phẩm như thế mọi người nhá. Một thương hiệu Siết không thể để bị ảnh hưởng bằng việc là mình mặc một đằng và mình bán một kiểu đâu, nên mọi người mua hàng nhà Siết yên tâm luôn nhá. Mọi người ơi, Cà Phê Huế ơi, bạn chỉ cần chốt cú pháp là K11 kèm số điện thoại sau khi đã chia sẻ cái livestream này 3 lần là bạn được chốt đơn nhá. Hiện tại thì Siết chốt đơn bằng hệ thống, nên là mọi người lưu ý, mọi người phải làm đúng giúp em, chia sẻ 3 lần sau đấy quay lại đây comment giúp em để mọi người chốt đơn nhá. K12 các bác đã chốt ngay rồi à? Em chưa mặc ra các bác đã chốt luôn. Em bảo mà mẫu này đẹp siêu phẩm luôn mọi người ơi, đây nhá. Không cần quan tâm giá tại cửa hàng là bao nhiêu, nhưng trên live trên ngày hôm nay em bán với các bác với giá là 350.000 nhá. Ui đẹp quá. Anh muốn K11 hôm nay em không cần quan tâm giá cửa hàng, chắc chắn là cửa hàng cao hơn mọi người nhá. Giá này em bán trên live ngày nay là 350.000 nhá. Quá đẹp luôn mọi người ơi, mẫu này siêu phẩm của Living cũng có một cái rất là đẹp. Và mặc mẫu này thì kiểu nó kiểu chất màu màu ấy, bởi vì nó là cái form dáng rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn bao chấp cho các bác nhá. Mọi người mặc cái váy này có thể đi dạo phố này, đi đi tiệc này hay là đi đâu cũng được. Shop live Living mặc đi, Living mặc thì ok. Đang hết áo rồi mọi người ạ. Ồ, hôm nay em thấy lên mẫu nào cũng bùng nổ ấy, với cả view của mình không bị giảm ấy. K12, à đây là K12 ạ, lại nhịu. Trời ơi, em cảm ơn các bác ạ, đã nói cho Linh biết nhá. Không. Đây là em bị nhầm mã. Bác không thể là hôm nay em còn đọc cả số CD của tờ tiền ra. Có hai size M đó mọi người ơi. Chia sẻ đi, bác Thu. K10 còn không ạ? À? K10 là mẫu nào ta? K10 là váy có sơ cơ váy tay. Còn không ạ?
còn nhá mọi người, K10 còn nhá. Mọi người ơi, shop là hiện tại đang ở hai cơ sở, một cơ sở là ở số 39 ngõ 10 Tôn Thất Tùng và một cơ sở là ở số 20 ngõ 4 phố Hoa Lư nhá. Mọi người đi vào một cái ngõ nhỏ thì sẽ thấy một cửa hàng rất là to. Ok mọi người ơi, nếu mà ai kết bạn Linh thì tí nữa Linh sẽ xếp hết mọi người nhá. 62 thì có vừa bác ơi, cái đây thì Linh có hai size M nhá. Cái phần tay này, nó là cái phần tay voan ấy, có thiết kế nó ôm vừa ấy, nên là nó sẽ bóc cái phần bắp tay của các bác lại rất là đáng kể luôn. Mọi người nhìn cái tà váy cho em đi ạ, rất là đẹp luôn ý mọi người. Ôi đẹp quá. Mọi người nếu mà ai có sống ảo ấy, thì mọi người hãy nhớ là hất cái tà váy lên ra nhá. Mọi người ơi, mọi người lưu ý giúp em là cái đơn hàng ấy. Mọi người ơi, bên em mà đã điện thoại xác nhận đơn hàng với mọi người rồi thì là hàng về bọn em sẽ gửi luôn. Nhưng mà hiện tại là lượng đơn hàng thực sự là quá tải, hết sức là quá tải mọi người. Nên là có những đơn hàng mà sau khi em chốt ấy, thì em phải chờ hàng về em mới ship cho mọi người được. Nên là mọi người nếu như các bác đã nhận được đơn hàng điện thoại của nhà em rồi thì chắc chắn là sẽ có hàng, nhưng mà hàng sẽ bị chậm hơn so với dự kiến. Nên là mong các bác sẽ thông cảm cho bên em nhá mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thể mua cái áo này với mã K12 và giá của nó sẽ là 350 tại livestream nhá. Đây này, mọi người có thể biến tấu nó ra một cách mặc khác nhá. Nói chung là những cái sản phẩm nào của nhà xuất sắc thì đều rất là trọng dụng những cái mẫu mà có nhiều cách mặc nha mọi người. Đa dạng. Mọi người thấy không ạ? Rất là xinh luôn. Ai lấy mã này comment là K12 kèm số điện thoại nhá. K9 còn không ạ? Linh cũng không nhớ nữa mọi người ạ. Nói chung là mọi người nên chốt khi mà Linh đang lên sản phẩm ý. Không hiểu ạ? Đa nhân bao cho chị rồi là sao ta? Mọi người đây là K12 nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn ý. Cái mẫu này thì khi mà mọi người mà kiểu đi đâu nhẹ nhàng một chút thì mọi người có thể mặc cái form này, hoặc là mọi người muốn nó cá tính thêm một chút thì mọi người hãy thắt thêm tay ra vào nhá. Mọi người lưu ý là phải comment cho Linh mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Nếu như mà mọi người không comment trên cùng một dòng thì sẽ không được chốt đâu ạ. Đây nha mọi người, thắt thêm đai da vào này. Nói chung là cái đai da của nhà Linh ý, bởi vì nhà Linh chỉ bán mỗi cái đai da này thôi, nên là em luôn luôn đảm bảo cho mọi người là gì ạ? Là cái đai da này sẽ bán được tất à, được thắt với tất cả các váy áo nha chị chat nhá. Mọi người chia sẻ 3 lần bất kỳ ở đâu luôn ạ. Linh không bắt buộc mọi người là phải chia sẻ ở đâu cả, miễn là đủ 3 lần để hệ thống ghi đơn hàng của mọi người nhá. Sorry mọi người nhưng bởi vì hiện tại là nhà chị chat nó bị quá tải đơn hàng ấy, nên là rất là mong mọi người sẽ thông cảm cho chị chat cái khoảng thời gian này, bởi vì thực ra là bị quá tải đơn hàng mà xưởng sản xuất không có kịp ấy. Nên là mọi người ơi, nếu mà mọi người có bị chị chat nợ đơn thì mọi người hãy cố đợi vào đây khoảng 2-3 hôm thôi nhá, mọi người đừng bỏ chị chat nhá. Bao nhiêu vậy chị? Mọi người ơi, mã của Linh đang mặc nhá, mã của Linh đang mặc nó là K12 và giá tại livestream là là bao nhiêu hả bác? 350 nha mọi người ơi, là 350 nhá. Rất là xinh luôn. Đây, nó có 13 cái tà vạt, tà ba nha mọi người, 1 này, 2 này, 3 này. Váy ở trong thì ngắn. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là cái mẫu này thì đấy mọi người có thể thấy luôn là khách hàng quen thân thuộc của nhà chị chat đã comment đấy ạ. Cái mẫu này thì thân thuộc của nhà chị chat là có hết rồi. Và lần đầu tiên thì em lên cái mã này tại livestream với giá sale nha mọi người ơi. Mọi người, đai da của nhà Linh nhá, đai da bản chuẩn 100 cái giống nhau cả 100 cái. Và giá của nó là 150 nhá. Ai để đai da comment cho Linh đai da kèm điện thoại. Đai da thì Linh có bán lẻ, nhưng mà Linh khuyên mọi người là nên mua kèm với một sản phẩm nào đấy ạ. Bởi vì tiền ship là 30 rồi ý. Nếu như mà mọi người không mua kèm thì nó sẽ rất là phí tiền ship. Và hãy là những người tiêu dùng thông thái nha mọi người. Là 350 mọi người ơi. Trời, hôm nay hôm qua Linh bị con gì mà đái vào mắt ý, nên là hôm nay bị kiểu đầu óc có vấn đề ấy, không nhớ được một cái gì cả. Mã sản phẩm đọc sai linh tinh. 60 kỳ có vừa nha bác. Mẫu này của Linh thì có size M nhá. Eo hôm qua Linh bị sưng vù mắt lên ý, thế là không lên like hôm qua. Trời ơi, không hiểu con nhện hay là con gì. Bác nghĩ là con gì ạ? Áo sọc còn không em? Áo sọc gì ạ bác? Đây nhá mọi người, nhìn xa này. Khi mà mọi người đi thì cái tà hoa nó sẽ bay rất là đẹp. Mọi người ơi, nếu mà đặt trên like qua cửa hàng lấy thì mọi người vui lòng qua shop không thử nhá. Có thể qua cửa hàng lấy nhưng mà mọi người không được thử ạ.
Thôi mọi người không được cười lên như thế, Linh chỉ quên mã sản phẩm và giá sản phẩm thôi mà. Thắt lưng bán rời ạ. Vâng, mọi người cái đai da của nhà Linh ý là bán rời và nó là 150k, nó sẽ không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào cả nhá. Mã này mặc được hai kiểu mọi người ạ. Một kiểu mã này 350 và mặc được hai kiểu, một kiểu là như này, một kiểu thì các bác cầm cái bát đằng sau ấy buộc được vào cái bát này cho em nhá, để tạo ra một cái phong váy mới. Nói chung là nhà Sixchat rất là trọng dụng những cái kiểu mặc được nhiều kiểu, nên là mọi người không phải lo về những cái kiểu mặc của nhà Sixchat đâu ạ. Ok. Mã này thì em nghĩ là không quan trọng chiều cao đâu bác, bởi vì thực ra là Linh cao 1m6 mà mặc qua đầu gối đến nửa bắp chân, mặc càng dài càng đẹp mà. Ok mọi người ơi, Linh sẽ để mọi người 10 giây cuối cùng nhá, 10 giây cuối cùng để chốt sản phẩm này nhá. 10, 9, 8, 7. Mọi người ơi, mỗi khi mà qua sản phẩm thì Linh không có lên lại nữa, nên mọi người hãy tận dụng được cái giây chốt cuối cùng nhá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Linh quay mã nha. Mọi người ơi, sau đây Linh sẽ lên một siêu phẩm mang tên là K13 xấu quá, mình bỏ qua đi, mình lên K14 luôn nhá. K14. Mọi người ơi, K14 có mức giá ở cửa hàng là 390.000, nhưng trên livestream ngày hôm nay K14 chỉ có giá là 299.000 thôi ạ. 299 là một em K14 dáng đuôi cá, có điểm nhấn là phần cổ kimono. K14 mọi người nhá. 299k là giá cho K14 mọi người, tại cửa hàng là 390. Sau khi kết thúc livestream, mọi người đặt hàng thì quay về mức giá nguyên giá giúp mình nhá. Bởi vì ở trên livestream là giá tương tác mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người hãy chấm tương tác trong lúc chờ qua mẫu nhá, để comment của mọi người không bị ẩn. Có rất nhiều các khách hàng thắc mắc tại sao không được chốt đơn, một trong những lý do đó là mọi người bị ẩn comment mọi người ơi. Ship vào Sài Gòn mới khoảng tầm 3 hôm nhá chị Lê Sương. Mặc được rất nhiều mẫu mọi người ơi, hầu như là 1m50 các bác đều mặc được, mà bởi vì những cái phong đồ cá tính ấy thì mình 1m50, 1m60 mặc cũng không khác nhau mấy mọi người ạ. Mọi người đợi đi một chút nhá, Linh sẽ sâu một cái kiểu váy dài váy xưa cho các bác, và cái váy này cũng mặc được hai kiểu nha mọi người. Đây nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây nha, lúc mà mọi người mặc ấy thì nó sẽ ra một cái phong váy như thế này. Nó ra một cái phong váy như thế này này. Và mọi người có thể mặc sang cái kiểu thứ hai, đó chính là mọi người hãy cầm cái này lên và rút. Đấy, nó sẽ tạo ra cho các bác một phong váy như thế này nhá. Rất là xinh luôn này. Đây là K14 nhá mọi người. Mọi người hãy nhớ là giãn đều ra nhá. Đây là K14 và giá là 299 tại livestream. Giá niêm yết là bao nhiêu ạ? 390 sale quần 299 tại livestream nhá. Và đây là K14 nhá mọi người ơi. Đây là K14 nhá. Ai lấy mã này thì comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại dưới 65 á. Dưới 65 ạ. Dưới 65 ký sẽ vừa mẫu này nhá. Chất vải siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đang bị trong cái comment bị ạ. Ơ thật à? Ơ sao lại thế ạ? Đang phát 3187 nhưng mà sao lại bị ẩn comment à bác? Em tưởng là 3284. Mọi người ơi, sơ mi da rắn thì nhà Linh hết tặng thời chưa về nhá. Mọi người ơi, đây là mã này nhá, mã là K14 này. Và giá của nó sale là 299 tại livestream. Ai lấy mã này comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại nha. Ơ nhưng mà em tưởng là nó sẽ không bị ẩn chứ. Ôi tôi bị tổn thương quá. Nhưng mà mọi người ơi, những bác nào bị ẩn comment nhá mà Linh không có thấy được mọi người, thì mọi người vẫn comment bình thường và chốt đơn bình thường nhá. Bởi vì có thể là Linh không đọc được thôi, chứ hệ thống vẫn có thể nhận được. Mọi người, cái phần cổ này mọi người có thể làm một cái khuy đính mọi người nhá. Hoặc là mình có thể may chết em này cũng rất là ok mọi người ạ. Cái phần cổ này hoàn toàn mình điều chỉnh được mọi người ạ. Không sợ nhá. Cái dáng kimono này là cái dáng có thể điều chỉnh được phần cổ mọi người đó. Nhưng mà bác nào ngực bộc, ngực mình to một xí mặc em này rất là sexy mọi người ạ. 299k mọi người nhá. Thắt đây ra cho mọi người coi nhá. Rất là đẹp luôn. Mọi người ơi, váy này của Linh thì có sai không bác? Có hai size SM nữa, có hai size SM và cân nặng tối đa vừa là 65kg cho Linh nha. Hôm nay còn mẫu nào nữa không ạ?
Còn các bác ơi, Linh sẽ lên khoảng 2 mẫu nữa cho các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, đây là K14 và giá của nó tại livestream là 299k nhá. Sale từ 390 còn 299 tại livestream nhá. Có 2 size SM mọi người ơi, có 2 size SM nhá. Áo, váy này là sale từ 390 này, còn 299 tại livestream. Chỉ chốt cho 20 người đầu tiên thôi nhá. Mọi người ơi, có 2 size SM, cân nặng tối đa là 65kg nhá. Ok, mọi người dồn đơn thì nhớ là comment cho Linh số điện thoại nhá. Chốt cho em chưa chị? Mọi người đừng hỏi Linh những câu hỏi là mọi người ơi, đơn của Linh, đơn của Linh ơi, đơn của bác đã được chốt chưa? Bởi vì sao ạ? Bởi vì là các bác là người tự chốt đơn cho mình nhá. Sau khi mà comment ở đây mã sản phẩm và số điện thoại thì các bác hãy đi chia sẻ livestream 3 lần cho em để tự động chốt đơn ạ. Bởi vì Linh chốt đơn hệ thống nên là nó sẽ tự ghi danh sách những khách hàng đã đủ tương tác để mua hàng giá tương tác lại cho các bác nha. Đây nhá, 390 này, 390k sale còn 299 tại livestream nhá. Ok mọi người, cảm ơn tất cả những ai đã chia sẻ ở Linh nhá. Mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là chia sẻ để mua hàng giá tương tác nha. Váy này là 390 sale còn 299 nhá. Em nghĩ là do đường chuyển mạng bị chậm nên là em nói mọi người không nghe thấy. K14 nhá mọi người. Đây là K14 nhá. Váy bao nhiêu chị ơi? Mọi người ơi, váy này, Váy là 390 sale còn 299 nhá. Ủa hôm nay đầu óc không nhớ được cái gì. Không thắt đai, Linh quay sao ra xem. Ok mọi người ơi, nhưng mà đằng sau ấy ạ, bởi vì là eo Linh rất là bé, eo Linh chỉ có năm mấy thôi. Hiện tại là Linh đang ghim vào để nó có thể vừa với vòng váy. Linh đang ghim vào cái váy bởi vì eo của Linh rất là bé mọi người ạ, năm mấy thôi. Lần này không mua được chắc chết mất. Thương các bác. Mọi người hãy cố là những người tiêu dùng thông thái, hãy săn hàng với giá rẻ nha mọi người. Mọi người hãy coi livestream của Linh vào khung giờ 9:30 đến 12 giờ hàng ngày nhá. Giờ này chưa ngủ được các bác ơi, hiện tại đang còn gần 700 người đang xem thì làm sao mà Linh đi ngủ được. Mọi người, đây là K14 nhá, Linh sẽ để mọi người 30 giây cuối cùng mới chốt mã này nhá. Mặc được hai kiểu nha mọi người. Đây, mặc được hai kiểu nhé. Mọi người có thể rút xuống thành váy suông này, rút thẳng xuống thành váy suông nhá, hoặc là rút lên để nó thành một cái phong váy đẹp hơn và điệu hơn nhá. Chị thử bỏ ghim đi mọi người, Linh mà bỏ ghim thì mình Linh mà cái váy nó hơi bị rộng ấy. K12 sẽ đó chị nha. Ok mọi người ơi, mọi người ok, Linh sẽ đi nhuộm tóc nha. Mọi người phải cho Linh xin ý kiến về cái màu tóc nhá. Mọi người muốn Linh nhuộm màu gì thì Linh sẽ nhuộm màu đấy. Vâng, mái tóc của Linh bây giờ là của các bác rồi ạ. Đây, Linh đã thả ra tự nhiên nhá. Thả cho các bác xem này. Bắt luôn. Thả cho em với. Thả trôi, lạc trôi. Đây, cũng không khác gì nhiều đâu các bác. Nó không khác gì ấy, nhưng mà Linh chỉ ấy vào cho nó chặt hơn thôi. Mọi người, Linh là cao 1m60 nên Linh là cao 1m60. Đây, Linh cao 1m60. Đây, Linh bỏ ra rồi. Vẫn đẹp bình thường. Đây, vẫn đẹp bình thường, không tì vết. Và đây là K14 nha mọi người. Cân nặng tối đa vừa cho Linh là 65kg nhá. Ai lấy mã này comment là K14 kèm số điện thoại. Ok, Linh sẽ để mọi người 30 giây cuối cùng để chốt K14. Không hề bị lộ bụng bác ơi, bởi vì cái phần này của nó ấy là nó chỉ bó vào khoảng bao nhiêu cm nhỉ? Khoảng 2cm thôi nha mọi người. Đây là không hề bị lộ bụng đâu ạ. Còn cái phần dưới, mọi người ơi, eo Linh có năm mấy thôi à. Váy của Linh hiện tại là size S nha mọi người. Béo bụng thì không có lộ bụng nhá, Linh cam đoan với các bác. Bởi vì nó chỉ ấn vào bụng khoảng 2cm thôi. Còn phần dưới của nó là váy xòe nha mọi người ơi. 30 giây cuối cùng cho mọi người chốt K14 nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này, 26 này, 25 này, 24 này, 23 này, 22 này. Ok, đến mọi người quá. Mọi người ơi. Ôi hôm nay nóng quá. Bác ơi nhìn mặt em đỏ hết này. Hay là hôm nay em đánh má hồng nhỉ? Khoe má thì nó đọc khoe má, không phải là nó nóng đâu. Mọi người ơi, váy này là 390 sale còn 299 nhá. Không phải đâu, nóng hôm nay các bác không có điều hòa nữa. Nhưng sợ bật 24 độ à?
10 giây cuối cùng mọi người ơi. Mọi người biết vì sao biểu cảm không đặt vào lễ của Linh? Linh cũng không để ý lắm bởi vì lúc đấy Linh mà nhìn nào không? Linh đã chuẩn bị lên cho các bác một siêu phẩm với giá là 199k nhưng nó đẹp dã man luôn ý. 10 giây cuối cùng nha mọi người. 10, 9, 8, 7, 6. Đây là K14 nhá, mọi người đừng nhầm là K11 nhá. 3, 2, 1, lấy siêu phẩm 199k. Mọi người ơi, với lượng đơn thực sự đang quá tải rồi, đây là mã mà Linh lên bây giờ sẽ là như một lời chân cuối cùng ở trên livestream ngày hôm nay. Một siêu phẩm K15 với giá là 199k mọi người nhá. Em này giá tại cửa hàng là khoảng 320.000 mọi người ạ. 320 nhưng trên livestream ngày hôm nay và sau cái livestream này chắc chắn là sẽ hết hàng vì số lượng chỉ còn khoảng tầm 20 đến 25 em thôi. Có đủ size ML mọi người nhá. K15 với giá là 199k như một lời tri ân cuối cùng cho cái livestream ngày hôm nay mọi người nhá. Em này sẽ không về hàng lại đâu ạ. Sau cái livestream này thì em, bác Hồng Thắm ơi, bác chưa biết cái gì bác đã chốt rồi ơ. K15 sẽ là mã cuối cùng ở livestream ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thực ra hiện tại Siết đã về những siêu phẩm áo khoác mọi người ạ. Nhưng hiện tại lượng hàng đang không có đủ nên em không có dám livestream. Siêu phẩm áo dạ của Siết thì sờ chất mê ly, toàn là bộ là hàng 2 lớp mọi người nhá. K15 các bác chưa cần biết, các bác đã chốt rồi. Đây mọi người ơi, áo K15 đi nhá, siêu đẹp luôn. Đó là cái form sơ mi mọi người, mọi người có thể mặc áo đây 3 kiểu nha mọi người. Cái khuyển tay vào này, đây là có size ML và tối đa cân nặng của cái áo này là 65kg nha các bác. Nó có thể mặc 3 kiểu nhá, và rồi dần dần lên sâu các kiểu mặc cho các bác. Dành cả cuộc đời chỉ để đi cài khuy áo. Mọi người ơi, bác Thu em nghĩ là một ngày em phải cài khoảng rất là nhiều khuy áo đấy. Tổn thương quá. Mọi người, mẫu này của Linh ấy chỉ còn khoảng 20-25 cái thôi. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là chốt nhanh nhá, bởi không còn nhiều ạ. Linh ở đây mẫu này khoảng 2 phút rồi là hết hàng rồi. Đây nhá, kiểu mặt thứ nhất này, mọi người hãy bỏ xuông ra nhá. Bỏ xuông ra thôi thì rất là cá tính. Kiểu mặt thứ hai, mọi người cài cái phần này lên cái khuy này cho em. Đây, cài lên phần khuy này nhá. Cài lên cái phần khuy này này. Và đây là kiểu mặt thứ hai nha mọi người. Cài lên cái phần khuy này nhá. Nó sẽ ra cái form áo này này. Kiểu như là nó cổ, nó đổ về một bên ấy. Cái vạt nó đổ về một bên. Và em nghĩ là em sâu xong cái áo này thì cũng hết hàng. Đây nha mọi người ơi. Mọi người có thể thắt vào đây. À đây, cài vào đây nhá. Để thành cái kiểu mặc thứ ba. Và mọi người hãy thắt kèm đai da nha. Cái mẫu này kèm đai da nó siêu phẩm luôn. Mọi người biết cái form áo này giống cái form áo gì không ạ? Siêu hot hit luôn. Mấy ngày hôm nay đó là cái form áo báo ấy. Và đây cũng là báo nhưng mà hai từ báo là hai nghĩa khác nhau. Lấy K11 được nữa không tốt. Bác ok, bác chốt cho Linh là mã K11 kèm số điện thoại nha. Đây nè mọi người, thắt đai da vào này. Siêu phẩm luôn mọi người ạ. Wow, rất là xinh. Nợ đơn rồi. Thôi đợi cho chót, mọi người cứ chốt đơn đi ạ. Có đồ đông chưa ạ? Mọi người ơi, mấy hôm nữa thì Linh sẽ lên cho mọi người cái mẫu áo dạ. Cần gì còn hàng mà mai ạ? Linh ơi, K8 còn nữa không? Mọi người thích mã nào thì cứ chốt cho Linh mã sản phẩm kèm số điện thoại nhá. Rất là xinh luôn. Mai thì Linh sẽ cố gắng thôi để lên cho mọi người một cái mẫu áo dạ siêu phẩm. Còn nếu mà không có thì không. Đúng rồi, em nghĩ là bác đã chốt nợ rồi thì mình lên là tổng nợ luôn. Đây nha mọi người. Cháy mã 15 luôn. Chị đứng không nói gì cả. Mọi người, em nghĩ là bắt đầu từ giây phút này rồi mọi người ạ. Bắt đầu từ giây phút này là mọi người sẽ phải đợi cái áo này. Tức là những người đặt đằng sau ấy ạ, sẽ phải đợi áo này khoảng 2-3 ngày đấy mọi người. Mọi người rất thông cảm cho Linh nhưng bởi vì thực ra là Linh chỉ chốt khoảng 20 cái thôi mà mọi người chốt nhiều quá. Nên mọi người sẽ phải đợi hàng khoảng 2-3 hôm cho Linh đấy ạ. Mọi người rất thông cảm cho Linh về cái điều này nhá. K8 chốt được, bác ơi bác cứ comment cho Linh là K8 kèm số điện thoại nha. Trời, bác chốt mấy cái luôn. Ok mọi người ơi, mọi người hãy nhớ là mỗi lượt comment đặt mua hàng của mọi người đều phải đi kèm 3 lần chia sẻ cho Linh nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mọi người phải đủ tương tác với em thì em mới bán với giá tương tác cho mọi người nhá. Và hệ thống đã được cài đặt như thế rồi nên là mọi người hãy chia sẻ livestream 3 lần để tự chốt đơn hàng cho mình nhá. Mọi người đừng đợi Linh đọc chốt, là mọi người hãy tự chốt cho mình nhá.
cổ đây nha mọi người, cổ là cổ tàu nhưng rất là đẹp luôn. Sau khi là em thông báo là mọi người sẽ 2-3 hàng lấy hôm nhưng mà từ comment vẫn không có ý định giảm. Cho mình xem đằng sau, ok này, đằng sau này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Không nhớ ca bao nhiêu chút sao đơn. Mọi người ơi, ai không nhớ thì mai xem lại like nhá, hoặc lát xem lại like nhá. Mọi người áo của Linh đang mặc ạ, giá sale tại livestream là 199k nhá. Có đủ size M, L nhá, cho các cân nặng khác nhau và giới hạn cân nặng cao nhất của Linh là 65kg có thể vừa chiếc áo nha mọi người. Ai lấy mã này comment cho Linh là cao 15 kẹp chuẩn thoại, hoặc Linh có thể Linh vừa thông báo từ 1 phút trước ạ, là bắt đầu từ giây phút này ai lấy áo thì sẽ phải order khoảng 2 đến 3 ngày, bởi hiện tại là đang nợ đơn mất rồi ạ. Nhưng mà nếu mà các bác thích ý, các bác vẫn có thể chốt đơn và đợi khoảng 2-3 ngày có hàng nha mọi người ơi. Bởi vì thực ra cái áo này ạ, bởi vì thực ra cái áo này là làm sao ạ, là nó quá đẹp và Linh bán với giá quá là tương tác đúng không ạ, 199k nha mọi người ơi. Cchat chỉ có Cchat mới gửi được những mới gửi đến cho các bác những lời tri ân sâu sắc như này thôi ạ. Em cảm ơn bác Mi Mèo nha mọi người ơi. Đai da của Linh là 150k nhá, đấy cái áo gần bằng tiền cái đai. Mọi người ơi, tức là nó thấp gần bằng tiền cái đai ạ. Màu khác có không bạn? Cho xin số của Linh làm gì vậy ạ? À? Mọi người ơi, mọi người muốn gặp Linh hãy liên hệ với bác Thu. có đắp que không? Đắp que nhà mình và đắp que. Ôi dồi ôi, má mùng 15 mặc với quần dài siêu phẩm luôn bác ơi. Nó còn đẹp hơn mặc với quần sóc luôn. Ok, Linh sẽ bỏ đây ra cho mọi người xem đằng nào. Đây nha, rất là xinh luôn. 45kg cao 1m49 vừa thoải mái bác ơi, để xét giúp Linh nhá. 60kg mặc size L mọi người ơi, 60kg trên 60kg là mặc size L rồi. Trên 58kg là mặc size L, còn trên 50kg là sẽ mặc size M nhá. Mã là gì? Mọi người đây là mã 15 và giá của nó tại livestream là 199k. Sale từ 308 còn 199 nha mọi người. Hãy cố gắng để dành lấy cái lời cảm ơn của Cchat mọi người ạ. Bởi vì đã là lời cảm ơn thì chắc chắn là phải chân thành nha các bác. Đây nhá, Linh sẽ cài khuy vào đây nhá. Để cho nó ra cái một cái dáng áo thứ hai ấy. Có kèm đai da không? Mọi người ơi, không kèm đai da, đai da của nhà Linh là bán với giá 150k và nó không đi kèm với bất kỳ một sản phẩm nào cả. Quần sóc ngắn kia có bán không ạ? Mọi người ơi, tuần sau sẽ có nhá. Tuần sau sẽ có, hoặc là sớm thì trong một tuần sẽ có nhá mọi người ơi, rất là xinh luôn nhá. Với khi mà các bác thắt ra cái dáng này thì các bác thắt đây ra và nó sẽ thành một cái kiểu khác. Đây nhá, Linh sẽ thắt thử cho mọi người xem. Rất là đẹp luôn. Trời ơi. Mọi người ơi đây nhá, mọi người để thắt ra cái dáng kiểu này là rất là đẹp luôn, rất là đẹp và rất là cá tính luôn. Và mọi người ơi, Linh có thể, có lẽ là Linh sẽ chốt cái mã này thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi, bởi vì hiện tại là đang nợ rất là nhiều đơn rồi. Thì nếu mà nợ càng nhiều thì không biết là bao giờ mới có hàng để giảm. Linh cũng không muốn biến mắt Thu thành con nợ lấy nước đi mắt đâu. Chất liệu áo là chất liệu thô hàn nha mọi người, chất cực thích luôn, chất siêu đẹp luôn. Về cái chất lượng của nhà Cchat mọi người không phải lo một chút nào luôn ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì quyền lợi của khách hàng nhà Cchat là gì ạ? Luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi đặt hàng, trước khi lấy hàng nhá. Trước khi nhận hàng ấy ạ. Nếu như mà mẫu mã sản phẩm và chất lượng sản phẩm không đúng những gì Linh nói ở đây thì mọi người không lấy hàng luôn nhá. Mọi người không lấy hàng luôn. Áo này nhìn chơi dã man, em cảm ơn các bác nhá. Đây là K15. Đây là K15 và giá của nó là 199k tại livestream nhá. Ôi, bây giờ ghi mà. Bác định chốt thêm bao nhiêu mã nữa vậy? Ôi lâu quá mãi không tính comment của bác Thu này, chứng tỏ đường truyền mạng của mình rất là chậm. À đây rồi, K15 sale còn 199 nha.
Đây là mã K15 và giá của nó tại livestream là 199k nhá. Rất là xinh luôn, siêu siêu đẹp. Ngọc Ánh ơi, chắc phải hẹn em vào hôm sau rồi, bây giờ chị cũng đang không lót nổi đó là mã nào luôn á. Mọi người lưu ý cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại nhá. Mọi người nhớ là số điện thoại là phương tiện duy nhất để chat có thể chốt đơn với mọi người nhá. Áo đang mặc là K15 mọi người ơi. Sale còn 199k mọi người nhá. Mã này mọi người qua cửa hàng sợ là sẽ hết hàng đó. Bởi vì là CS sẽ ưu tiên ship trước mọi người nhá. Đen chân của K15 hẹn mọi người vào buổi live sau nhá. Hiện tại thì lượng đơn hôm nay nó rơi vào khoảng tầm gần 700 đơn rồi mọi người ạ. Gần 700 đơn hàng trên một livestream nên thực sự là quá tải quá. Cảm ơn tất cả các tình cảm của khách hàng đã dành cho C-Chat. Và C-Chat luôn dành lại cho khách hàng của mình đó là gì? Đó là những sản phẩm chất lượng với các mức giá yêu thương. Mọi người ơi hãy vun đắp thêm cái tình cảm này mọi người nhá. Và bây giờ K15 sẽ chốt trong khoảng tầm 1 phút nữa thôi ạ. Mọi người ơi, mã này mà em có nợ hàng mọi người thì mọi người chờ em xíu khoảng 2 đến 3 ngày để em bù hàng trả cho mọi người nhá. Có đủ size nha mọi người, có đủ size SML luôn dành cho tất cả tình yêu của em luôn. Với giới hạn cân nặng là cân nặng tối đa để mặc vừa cái áo này là 65kg sẽ vừa size L nha mọi người ơi. Ai lấy mã này nhớ comment thật nhanh bởi vì chỉ còn 1 phút nữa thôi nha mọi người. Đừng quên mã sản phẩm của Linh ạ. Và mọi người lưu ý là mã sản phẩm và số điện thoại phải comment trên cùng một dòng nha mọi người. Nếu không thì đơn hàng của mọi người sẽ không được chốt ạ. Bởi vì bây giờ hiện tại là Linh sẽ không chốt đơn bằng cái cách thủ công nữa mà Linh sẽ chốt bằng hệ thống ấy. Nên là mọi người hãy lưu ý nhá, là phải comment cho Linh là mã sản phẩm kèm số điện thoại nhá. Mọi người hãy nhớ nhá, là phải comment cho Linh mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng. Và chia sẻ cái livestream này 3 lần cho Linh để tự chốt hàng cho mình nhá. Mọi người hãy tự dành quyền lợi cho mình nhá. Bởi vì thực ra là ở trên livestream Linh bán toàn về giá tương tác đúng không ạ? Mọi người thấy là bất kỳ một sản phẩm nào, kể cả Linh bán rất là mắc ở trên shop này, tại hệ thống offline, nhưng mà lên livestream cho các bác ấy ạ, thì đều là giá rất là yêu thương, giá rất là rẻ. Nên là mọi người hãy nhớ tương tác với C-Chat để mua với giúp giá yêu thương nhá. Mọi người ơi, mã này là mã K15 nhá. Hiện nhắc lại một lần cuối này để đóng order này. Và giá của nó là 199k tại livestream nhá. 199k tại livestream. Và giá limit tại cửa hàng là 380k nhá. Mọi người xem một lần cuối cùng. Bắt đầu đếm ngược 30 giây. Mọi người, Linh bắt đầu đếm ngược 30 giây nhá. Mọi người mẫu màu đen trơn thì có thể là sẽ hẹn mọi người vào những cái dịp livestream sau đi ha. Dành những cái mẫu hot để livestream sau không thì Linh sẽ luôn luôn phải mọi người biết bao dù như nào không? Nào phải bắt óc nghĩ mẫu mới để like. Mọi người, đây là K15 nhá, không phải K5 đâu ạ, K15 ạ. Linh sẽ bắt đầu đếm ngược 30 giây cuối cùng mọi người chốt hàng nhá. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này. Đủ size SML. 26 này, 25 này, 24 này, 23 này. 10 này. 9 này. Hôm nay bác Thu bị dị ứng với Linh mọi người ạ. Linh nói cái gì cũng không muốn nghe. Mọi người, đây là K15 nhá. Mọi người đừng nhầm mã sang là K5, nếu không thì là C-Chat lại chốt đơn nhầm của mọi người và gửi sai sản phẩm cho mọi người, sẽ mất công đổi trả đấy ạ. Và mọi người ơi, nếu mà mọi người có comment sai mã ấy, thì nhà C-Chat không có đổi trả cho mọi người đâu, nên là lưu ý comment đúng mã cho Linh nha. Bắt đầu đếm ngược 10 giây nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Dạ. À đấy, mọi người ơi, nếu mà ai muốn đẹp da thì gặp Linh nhá. Đây mọi người nhìn da em này. Ở livestream này hoàn toàn là cam thường nhá. Mọi người có thể soi da của Linh, không có nốt mụn nào luôn. Ngày trước thì da Linh bị dị ứng, tình trạng rất là tệ. Nhưng mà sau khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm mà Linh đang bán ấy, thì là da bây giờ rất là đẹp. Mọi người nếu mà ai muốn tư vấn về da thì inbox cho Linh về Facebook Trương Thùy Linh nhá. Trương Thùy Linh. Mà mọi người ơi, các khách hàng yêu quý của nhà C-Chat ơi, mọi người lưu ý là hiện tại thì C-Chat ngoài cái phong cách chủ đạo là đồ all black thì hiện tại C-Chat sẽ có những sản phẩm bắt theo trend, đó là những gam màu và những cái họa tiết theo trend nhất với các mức giá vô cùng yêu thương, đảm bảo mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện tại của đồ thiết kế mọi người nhá. Nên là các bác bây giờ không cần phải đi đâu xa, đến với nhà C-Chat là hoàn toàn có thể trang bị cho mình từ A đến Z. Cả một tủ đồ của C-Chat ngoài đen bây giờ sẽ có thêm cả các sản phẩm màu nữa. Nên là mọi người không cần phải đi đâu xa, không cần phải lo lắng tìm mình sẽ mua đồ màu ở đâu nữa nha mọi người nhá. Hiện tại nhà C-Chat sẽ phục vụ cho tất cả các hàng yêu thương từ đồ đen cho đến đồ màu luôn mọi người nhá, và những mức giá thì không thể yêu thương hơn được nữa rồi. Cảm ơn bác Trang Bùi nhá. Nghiện C-Chat có thể rồi đúng không mọi người ơi? Toàn bộ, lưu ý mọi người là toàn bộ nhà sản phẩm của nhà C-Chat đều có tẩm thuốc gây mê.
Mọi người ạ, vì thế là mọi người ơi, mua hàng cảnh báo trước là sẽ bị nghiện. Vì thế nên các tình yêu nào mà chưa từng xem hoặc đã xem rồi, mình đã nghiện rồi, thì hãy rủ bạn bè mình cùng nghiện chung cả nhà nhá. Còn livestream này với 500 người xem thì rất xin lỗi mọi người là sẽ phải dừng cái livestream này rồi. Và hẹn mọi người, tất cả những cái mẫu trong livestream ngày mai sẽ có rất nhiều điều để nói, sẽ có rất nhiều điều để khoe, và sản phẩm với những giá thì không thể yêu thương hơn rồi. Các siêu phẩm áo khoác sẽ xuất hiện trên livestream ngày mai mọi người nhá. Mọi người hãy đón chờ cái livestream ngày mai vào khoảng không giờ 9:30 đến 12 giờ ngày nhá. Bởi vì ngày mai sẽ có rất là nhiều siêu phẩm áo khoác mà em biết là các bác rất là hóng áo khoác. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hiện tại đã là mùa thu đông rồi đúng không ạ? Bắt đầu bước vào mùa rồi, các bác rất là cần những cái sản phẩm áo khoác để tránh rét. Và ngày mai thì sẽ hứa hẹn với mọi người là lên toàn một dãy mẫu áo khoác hot hit cho các bác luôn. Tha hồ lựa chọn nhá mọi người, nhớ là theo dõi livestream vào khung giờ 9:30 ngày mai nhá. Và bây giờ thì có lẽ là Linh phải kết thúc livestream ở đây thôi. Và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ này. Ngủ ngon nhá mọi người. Và có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân của mình nha. Bye bye. 9:30 nha mọi người. 9:30 nha. Nó chưa lót hết đâu nữa. Ôi, buồn nhiều quá. Mọi người ơi, tạm thời Linh sẽ không tắt livestream nhưng mà Linh cũng sẽ không nhận chốt hàng nữa, bởi vì hiện tại là hệ thống vẫn chưa load kịp hết tất cả các đơn ấy. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy cứ xem đi nha. Mọi người đi ngủ đi cho khỏe. Sao bác lại bắt em đứng đây? Mọi người ơi, em phải đứng đây. Mọi người ơi, mọi người hãy cố nhìn Linh nốt đi ạ. Hãy cố nhìn khuôn mặt đáng ghét này nốt đi ạ. Cho mọi người đi ngủ. Mọi người ơi, giờ chị mới vào mà. Ôi trời ơi, em hít lè bác đấy nhá. Mọi người ơi, đó, em chốt đơn bằng hệ thống mà hiện tại comment nó vẫn đang chưa có hiện hết. Gần một hệ thống báo là còn 100 comment nó đang hiện về dần mọi người. Nên là mọi người mọi người có thể thoát được cái livestream này nhá. Em để khoảng tầm 1 đến 2 phút để hệ thống em nó chốt hết đơn nữa. Em ship game cho bác rồi ạ. Nhưng mà hiện tại là vừa qua 2 ngày thứ bảy chủ nhật ít, nên là có thể là ngày mai thì hàng mới được gửi đi. Sau này Linh trở thành bóp mỹ phẩm sợ lắm. Mọi người ơi, mày đừng có gì mắt, đừng có vẫn like giày bốt đi. Xin chú ơi, giày thì chắc là phải like vào một buổi riêng bạn ạ. Bởi vì giày hiện tại thì Linh like 2 tiếng cũng khá là mệt rồi ấy. Nên là mọi người thông cảm cái giày nhá. Mọi người ơi, Linh sẽ hẹn mọi người vào một buổi livestream riêng nhá. Sẽ có hôm là Linh sẽ cố gắng đến vào buổi chiều để like giày cho mọi người nha. Xong chưa? Ôi, các bác bây giờ mới vào là em hít lè đấy, trời ơi, không giờ. Mọi người ơi, hệ thống đã chốt xong đơn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đó, mọi người hãy lưu ý là khi mà mình Anna Moon ơi, áo khoác thì chắc là phải hôm nay thì mới về, để hôm nay có về thêm một lô hàng nữa rồi để trả mọi người rồi. Nên là cũng không có dám, bác thấy là áo thì rất là hot, em cũng đâu có dám like đúng không ạ? Mọi người ơi, bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé. Hẹn mọi người vào lại khung giờ 9:30 ngày mai mọi người nhé. Và hứa với mọi người là ngày mai sẽ cố gắng lên cho mọi người 1 đến 2 mẫu áo khoác hot hit nữa. Toàn bộ áo dạ của nhà Chinchat thì toàn bộ là hàng thiết kế 2 lớp chất dạ siêu mịn luôn. Và cái mức giá chắc là chỉ có tại nhà Chinchat mới bán được cái áo dạ đấy với mức giá như thế thôi mọi người ạ. Hứa danh dự là tất cả áo khoác giá sẽ siêu yêu luôn mọi người nhá. Và bây giờ thì chúc bác Thao Bình ngủ ngon nhá. Bác Thao Bình hôm nay cũng rất là tốn tiền rồi đúng không ạ? Tất cả các tình yêu ơi, mọi người hãy đi ngủ sớm đi để có một làn da đẹp. Hãy đi ngủ sớm nhá. Hẹn mọi người vào ngày mai. Mọi người ơi, hãy làm sao để kiếm nhiều tiền thông qua thi chất mình tiêu mọi người nhá. Bye bye mọi người.